Rồi, xin mến chào quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video và mở đầu cho một series các video mà mình cùng nhau mình học khóa học Deep Learning sử dụng trong Computer Vision của Đại học Stanford, có cái ký hiệu là CS231N. Đây là một khóa học miễn phí. Tất nhiên là vì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận được ở trên YouTube, cái kênh YouTube của Đại học Stanford. Các bạn cứ search CS231 là các bạn sẽ thấy. Và mình sẽ được tiếp cận toàn bộ cái bài giảng cũng như là cái file note của bài giảng cũng như là những cái phần gọi là bài tập ha, phần problem set đó. Thì tất nhiên là vì mình không phải là một sinh viên chính thức cho nên là mình sẽ không có submit cái bài giảng, xin lỗi các bạn, cái bài tập lên để mà chấm điểm được. Nhưng mà mình sẽ vẫn có những cách là trong quá trình mà mình làm cái bài tập mình vẫn biết được là mình làm đúng hay sai. Thì trong những cái phần assignment đó, thì mình sẽ chia sẻ cụ thể. Thì cơ bản đây là một khóa học của Đại học Stanford về lĩnh vực thị giác máy tính, được đánh giá rất cao trong nói chung là về chất lượng của khóa học này. Và trong cái quá trình, trong cái hành trình mà chúng ta theo đuổi cái lĩnh vực Machine Learning và Deep Learning thì việc mà tiếp cận những khóa học như thế này sẽ rất là giá trị. Thì vì mọi thứ nó đều là có sẵn hết, cho nên là ăn thua là mình nỗ lực, mình cố gắng mình lĩnh hội được hết kiến thức thôi. Thì trong cái tinh thần đó thì mình sẽ làm một cái series, cái video mà trong đó là mình sẽ học về khóa học này cũng như là chia sẻ với nhau để mà mình củng cố cái hiểu biết cũng như là cùng nhau nắm vững được kiến thức và cùng nhau vượt qua được những cái phần assignment. Ok, vậy thì trong nội bộ của cái video đầu tiên á, thì mình sẽ lướt qua cái lecture số 1. Bởi vì lecture số 1 là người ta chỉ cơ bản là nói về cái lịch sử của Computer Vision, những vấn đề mà cố gắng mà con người cố gắng gọi là dạy cho một cái máy tìm một cái cách nào đó để nó có thể nhìn được thế giới. Và theo cái trang web của khóa học này nè, thì cái giáo trình hoặc là cái sách tham khảo mà người ta khuyên mình nên dùng đó là cuốn Deep Learning của giáo sư Joshua Benjo, một người rất nổi tiếng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cùng với hai nhân cũng gọi là hai chuyên gia hàng đầu thế giới ha, là Alan Goodfellow và Aaron Corville. Thì mình sẽ có một cái series video mà mình cùng nhau mình đọc, mình học cái cuốn sách Deep Learning này. Vậy thì trong quá trình mình chia sẻ thì có những chút vấp váp cũng như là có những chút mà lủng củng thì mong các bạn lượng thứ bỏ qua ha. Hoặc là đôi khi mình phát âm tiếng Anh, những cụm từ chuyên ngành là nó không được rõ ràng, cũng không được chính xác lắm. Có thể là bởi vì trong quá trình mình nói tiếng Việt, mình nói luôn tiếng Anh những cái cụm từ đó nên là nó có thể hơi không được thuận tai. Cũng như là việc mà mình không việt hóa, không tìm cách việt hóa mọi cụm từ là cũng bởi vì lý do là các bạn khi học những giáo trình tiếng Anh này thì cũng sẽ làm quen với những cái khái niệm, những cái cụm từ, giữ nguyên từng cụm từ chuyên ngành. Nhưng mình cũng không cố gắng mình việt hóa để làm gì. Mình hiểu với nhau về cái khái niệm và kiến thức là được rồi. Rồi, mình cùng nhau tìm hiểu ha các bạn ha. Thì tất nhiên là trên tinh thần là mình cùng học, có nghĩa là các bạn cũng sẽ xem cái video của bài giảng, mà sau đó các bạn có thể xem cái video của mình để xem là mình có hiểu đúng vấn đề hay không. Nếu như mình có chỗ nào sai hoặc là chưa hiểu chưa tới thì các bạn có thể comment giúp mình, góp ý cho mình. Còn có những chỗ nào các bạn không hiểu nhưng mình hiểu được thì các bạn, mình có thể giúp lại các bạn. Cũng như là cái phần programming assignment có thể mình cùng làm cùng nhau. Đôi khi là có một cái người đồng hương cùng học thì nó sẽ dễ hơn là mình tự học một mình. Ok, thế thì cái phần đầu tiên á là được trình bày bởi giáo sư Fei Fei Li. Là bà này nè các bạn. Đây là một nhân vật rất là nổi tiếng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Có thể gọi là bà là tiên phong, một những người tiên phong trong cái lĩnh vực thị giác máy tính. Trong những cái chương trình, những cái talk show, những cái gọi là những cái hội thảo về trí tuệ nhân tạo thì mình cũng có thể hay gặp giáo sư Fei Fei Li. Mà bà có một cuốn sách rất hay mà mình vừa mới đọc xong. Đây, để mình lấy cho các bạn xem. Đây, một cuốn sách The World I See. Một cuốn sách rất hay mà nếu có dịp thì các bạn đọc để truyền được truyền cảm hứng bởi một những người tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ha. Ở trên YouTube cũng có một video mà ông Andrewin phỏng vấn bà này. Thì nói chung là mình trong quá trình mình học mà Machine Learning, mình học về trí tuệ nhân tạo, mình được nghe những cái người
chuyên gia họ chia sẻ những cái chặng đường trong quá khứ của họ, những cái cách suy nghĩ của họ trong ở những vị thế của những người đầu ngành như vậy, thì có thể mình sẽ được truyền cảm hứng rất nhiều ha. Ok, không dông dài nữa. Thì một số những cái gọi là thành tựu, một số những cột mốc trong cái sự phát triển của lĩnh vực computer vision. Trong đó thì người ta cố gắng xây dựng những cái hệ thống, những cái thuật toán, những cái công thức, những cái cách thức để mà làm sao đó để giúp cho cái máy tính nó có thể gọi là nó nhìn được, nó hiểu được từ những hình ảnh. Thì như các bạn cũng biết rồi, con người, cái trí thông minh của con người nó được phát triển, nó được hội tụ thì đầu tiên là nhờ những cái giác quan đúng không? Nhờ khả năng mà nhìn thế giới và hiểu được thế giới, rồi nghe, rồi sờ, nắm để mà cảm nhận thế giới, rồi có thể là ngôn ngữ để mà nói chuyện được với nhau, để mà trao đổi thông tin. Thì do đó là để gọi là xây dựng một cái cỗ máy gọi là có thể thông minh được hơn con người đó, như mục tiêu của trí tuệ nhân tạo. Vậy thì họ đầu tiên nó phải làm được những việc mà con người làm được, như là có thể nhìn được thế giới, có thể nhìn được một bức hình, nhìn được xung quanh để mà hiểu được thế giới nó có cái gì. Thì đó cũng là cái gọi là mục tiêu, cũng như là cái gọi là mục tiêu cao nhất của lĩnh vực thị giác máy tính. Đó là làm sao dạy cho máy tính được có cái khả năng nhìn thế giới giống như con người làm được. Thì trong quá trình đó thì người ta cũng đã có được những cái cách thức, những cái tiến bộ để mà có thể là đạt được những cái bước tiến. Ví dụ như là năm 2000 đó thì người ta đã gọi là phát triển một hệ thống gọi có thể nhận diện khuôn mặt, đúng không? Và ở sau đó thì cái hãng máy ảnh Fujifilm đã đưa tính năng này lên cái hệ thống camera kỹ thuật số đầu tiên ha. Rồi nhiều bước tiến khác mà người ta cũng nói sơ qua ở trong cái bài giảng thứ nhất này. Rồi đến năm 2009 đó thì trong một cái nỗ lực xây dựng một cái bộ gọi là label dataset, một cái bộ dữ liệu là có được gắn nhãn, có nhãn, tức là một bộ dữ liệu mà hình ảnh mà có cái gọi là cái label cho cái hình đó, thì bà Fei Fei Li và các cộng sự đã xây dựng được cái bộ dataset rất là lớn, gồm 14 triệu bức hình mà chia ra 22.000 cái thể loại, cái categories. Và cái bộ ImageNet này á, nó vượt xa những cái số lượng dữ liệu mà những cái bộ dữ liệu khác đương thời. Và sau đó thì bà cùng các đồng sự á, mới gọi là giống như tổ chức một cái cuộc thi để mà thu hút những cái nghiên cứu, những cái nhà khoa học về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, người ta thử sức để mà thi thố với nhau trong cái bộ dataset này. Tức là họ sẽ dùng bộ dataset này, người ta huấn luyện mô hình của họ, nhưng mà họ sẽ kiểm tra nó trên một cái bộ dataset mà để riêng để dành cho kiểm tra. Thì từ đó có nhiều cái nhà khoa học, nhiều cái nhóm nghiên cứu người ta tham gia. Và nhờ cái bộ dữ liệu lớn này thì có cái người, những lĩnh vực như là neural network, deep learning đó, nó đã cất cánh. Cụ thể là năm 2011 ha, hoặc là 12 chứ, thì nhóm cộng sự của ông Geoffrey Hinton và Kravetsky đã phát triển ra cái gọi là AlexNet và đạt được những cái tiến bộ rất là tốt trong lĩnh vực mà nhận diện hình ảnh. Để rồi từ đó thì người ta chú ý đến neural network, chú ý đến deep learning và tập trung vào cái hướng nghiên cứu vào đó. Và sau đó là những cái mô hình học sâu, những mô hình mà nó ngày càng sâu hơn, ngày càng gọi là phức tạp hơn, như là Google Net vào năm 2014 với VGG, rồi 2015 có MSRA. Thì dần dần là những cái mô hình này ngày càng đạt được những cái kết quả cao hơn những mô hình trước. Và cho đến ngày nay thì computer vision nó phát triển rất là mạnh để ứng dụng trong lĩnh vực là trong cái camera, hệ thống camera giám sát, rồi trong lĩnh vực xe tự lái, rất là nhiều thứ. Thế rồi thì cái góp công rất là lớn là nhờ cái bộ dữ liệu của bà Fei Fei Li phát triển ImageNet. Thế là tuy nhiên là người ta còn nói đến một cái việc, đó là cái đó so với lại những cái tiềm năng cũng như là cái chặng đường phía trước á, thì đây chỉ là những buổi đầu thôi. Cũng như các bạn bây giờ bắt đầu mà tham gia hoặc là bắt đầu học cái lĩnh vực này đó, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thì nó cũng chỉ là những cái chặng đường đầu tiên thôi, rất còn rất nhiều tiềm năng ở phía trước, còn rất là nhiều việc phải làm, còn rất là nhiều thứ mà cái máy tính nó chưa có thể làm được.
người ta mới lấy một ví dụ đó là người ta cho mình, cho những người người ta nghiên cứu đó, cho một nhóm sinh viên nghiên cứu, thì trong vòng là có chỉ 500 millisecond người ta chiếu cái hình này lên cho những người nghiên cứu người ta xem, chỉ trong vòng một tích tắc đó thôi. Thì trong một tích tắc đó thì những cái người tham gia người ta đều có thể là mô tả lại cái bức tranh đó, cái bức hình đó, là nó có một cái nhóm sinh viên chơi thể thao, rồi nhớ có những người người ta đang chơi cái gì, người ta hoạt động sao. Nói chung là chỉ trong một tích tắc đó, cái não người có thể nhận diện được bức hình và hình dung được một cái câu chuyện, một cái bối cảnh. Thì người ta mới nói rằng đó là nếu như mà cho một người, đúng không, mà ngồi xem bức hình đó mà lâu hơn nữa, tầm 5-10 phút, thì họ có thể vẽ ra, họ có thể tưởng tượng ra cả một câu chuyện phía sau bức hình đó. Rồi cũng như là bức hình này, như mình là một người bình thường, đúng không, chẳng cần cao siêu gì, mình nhìn bức hình này mình cũng dễ dàng nhận thấy nó có cái gì đó rất là đặc biệt. Bởi vì ở đây là một nhóm đàn ông, người ta đang đùa giỡn với nhau, đúng không? Có cái ông này ông đang là cân, đúng không? Rồi có ông này, mà ông này không phải là người bình thường, ông này là tổng thống Mỹ Barack Obama, chọc ổng, để cái chân lên để mà trêu ổng, rồi mấy người xung quanh người đứng cười. Thì mình là người bình thường, mình nhìn qua bức hình này á thì mình sẽ thấy cái điều đặc biệt đó, bởi vì đây là tổng thống Mỹ, một cái nhân vật gọi là quyền lực, đúng không? Một nhân vật mà phải gọi là mình sẽ có cái hình dung là một người rất là nghiêm nghị, rất là hoặc là rất là, nói chung là đáng sợ. Nhưng mà trong cái tình huống này thì ông lại đang trêu đùa một người khác, thì điều đó nó khiến cho cái bức hình này trở nên đặc biệt, nó khiến cho bức hình này nó hài hước hơn là những bức hình mà một người, giả sử đây là một người bình thường nào đó. Thế thì ý người ta muốn nói rằng ở đây á, là làm sao mà tất cả những gì mình nói, hoặc là tất cả những người, giống như mọi người mình nhìn vào bức hình này hiểu được á, thì làm sao máy tính nó cũng hiểu được chuyện đó. Làm sao cái máy tính nó cũng có thể là trong vòng một tích tắc nó có thể hình dung được là một cái bối cảnh, một cái câu chuyện, một cái hình ảnh, ý nghĩa của hình ảnh đó. Hoặc là làm sao nó có thể nhìn vào đây, nó có thể hiểu được rằng đây không phải là một người đàn ông bình thường đang giỡn, mà đó là chính là tổng thống Mỹ Barack Obama. Và từ đó nó sẽ khiến cho cái độ hài hước của bức hình này, cái độ lạ của bức hình này nó tăng lên hơn là những bức hình thường. Rồi cụ thể hơn nữa là làm sao máy tính nó nhìn vô nó hiểu được đây là một cái sự trêu đùa, đúng không? Nó không những là chỉ là có thể là nhận định được là đây là những cái hình có những người đàn ông đứng gần nhau, nhưng mà nó phải hiểu được rằng đó là ông này, ông tổng thống Mỹ, ông đang là đè cái chân lên trên cái bàn cân, từ đó khiến cho cái số cân nặng của cái ông này là bị sai lệch, do đó nó là một cái sự trêu đùa. Làm sao máy tính có thể hiểu được chuyện đó? Nếu mà nó có thể hiểu được như vậy thì nó mới gần gần mới được cái trình của con người, các bạn hiểu ý không? Thì muốn nói rằng đó là phía trước còn rất nhiều vấn đề, tức là làm sao mà computer vision có thể giúp cho máy tính nó có thể hiểu được như cách con người hiểu, thì nó là còn một chặng đường rất dài. Do đó thì cũng có nghĩa là còn rất là nhiều cơ hội, cũng rất là nhiều cái tiềm năng mà trí tuệ nhân tạo có thể gọi là giúp con người đạt được. Đó thì ở đây người ta có nói đến là cái textbook mà nói chung là optional thôi, không phải bắt buộc trong cái khóa học này. Ok, thì đó là một cái sơ lược thôi ha. Tất nhiên là cái phần này mình lướt qua thôi. Cái lịch sử của computer vision. Ok, rồi. Mình bắt đầu qua cái lecture thứ hai. Mình chỉ lướt qua cái lecture thứ nhất thôi. Thì nội dung của cái video này mình sẽ là đi hai lecture đầu tiên. Thì cái phần này thì cơ bản là người ta kêu mình là làm quen với Python và NumPy. Nói chung ở trong khóa học này người ta sẽ sử dụng là NumPython. Thì đối với bạn nào mà chưa rành về Python thì có thể theo cái link này để mà biết về Python ha. Rồi. Thế thì bắt đầu á, đại khái là người ta nói về cái nhiệm vụ, một những nhiệm vụ đầu tiên hoặc là nhiệm vụ mà gọi là chủ đạo của lĩnh vực thị giác máy tính á, đó là Image Classification, là nhận diện hình ảnh. Thì đương nhiên rồi các bạn, nó nói thị giác mà, thì phải nhìn được, phải hiểu được. Thì cái việc mà nhìn được, hiểu được thì đầu tiên phải là phân biệt được, đúng không? Phải đưa cho nó một cái hình, ý muốn nói là xây dựng một mô hình đó. Nếu mà gọi là trí tuệ nhân tạo đó là thì đưa nó một cái hình, nó phải hiểu được nó là cái hình gì, đó là cái điều tối thiểu. Chưa cần cái gì phức tạp hơn thì ít nhất là phải là classify được là cái này là loại này, cái hình kia là loại kia, đúng không? Thì thì tiếp theo thì người ta mới nói rằng á, nó khác với mình, đúng không? Máy tính nó khác với con người. Con người khi mình nhìn bức hình thì mình thấy màu sắc, mình thấy những đường nét,
mình thấy những cái đường cong, đường thẳng, những cái khoảng sáng tối, thì từ đó mình nhìn rất là tự nhiên, mình nhìn một cách rất là tự nhiên, mình có thể hiểu được. Tuy nhiên á, cái máy tính á, khi mà mình đưa cái hình nó vào á, thì nó đâu phải nó thấy được những đường nét như vậy như mà mình nghĩ đâu. Nó chỉ thấy một ma trận cái con số thôi các bạn, đúng không? Mà bạn nào đã học về computer vision thì chắc chắn là phải xuất thân từ lập trình ra, hoặc là nếu mà các bạn có chưa biết á, thì mỗi một bức hình á, thì nó bao gồm cái gì? Hàng ngàn cái pixel, đúng không? Hay gọi mình thì hay gọi là pixel đó. Thì mỗi một pixel á, mỗi một pixel á, một điểm ảnh á, nó là một con số thôi. Nó chỉ là một con số thể hiện cái gì? Thể hiện cái độ đậm nhạt của nó. Mà dành cho bạn nào chưa biết thì nó là một cái con số nằm ở trong cái khoảng là từ 0 cho đến 255. Tại sao là như vậy thì các bạn tìm hiểu thêm thì các bạn biết. Trong mã nhị phân thì mỗi một cái pixel á, khi mà đưa vào máy tính thì máy tính sẽ cho, tức là cái hình mà đưa vào máy tính sẽ cho mỗi một pixel á là 8 bit nhị phân để mà lưu cái giá trị của pixel. Thì 8 bit đó nó sẽ chứa được cái con số tối đa là từ 0 đến 255. Tuy nhiên á, đối một bức hình màu á, thì tại một pixel nó sẽ có 3 con số lận, là đỏ, xanh lục và xanh da trời, là red, green, blue nè. Đúng không? Vậy có nghĩa là khi một bức hình mà đưa vô máy tính thì nó không phải nó thấy cái hình như mà mình thấy, mà nó thấy một cái ma trận có 800, đúng không? 800 pixel, tức là 800 ở chiều cao, 600 ở chiều rộng và 3 ở cái độ sâu, tức là 3 ở cái 3 kênh là red, green, blue. Như vậy nó giống như là một cái hình khối mà có cái bề cao, bề rộng là 800 x 600 và bề sâu là 300 vậy. Thì những cái phần sau trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo người ta gọi là tensor, hay là người ta gọi là một tensor đó, thì cơ bản nó giống như là một cái ma trận vuông vậy đó. Vậy thì cái câu hỏi là bây giờ dựa những con số vô tri vô giác đó, làm sao mà có thể huấn luyện máy tính nó hiểu được, nó thấy được những cái nét vẽ, nó thấy được những cái hình hài của một cái con mèo đây. Mình nếu mà mình nhìn cái hình này thì mình thấy, đúng không, mình dễ dàng nhận ra ngay nó là con mèo. Nhưng mà nếu mình nhìn cái hình này, làm sao mình thấy được nó là con mèo? Chỉ là một cái ma trận số thôi. Đó. Rồi. Cái vấn đề nữa là tiếp theo người ta mới nói đến một cái hiện tượng, đó là mình á nhìn con mèo rất là dễ dàng, và mình có gọi là có ship con mèo qua, tức là giả sử cứ lia cái camera qua một chút xíu á, thì mình vẫn nhìn nó là con mèo đó thôi, chứ đâu có gì đâu mà khác đâu. Nhưng mà khi mà lia cái camera qua chút xíu, mình có một bức hình khác mà nó chỉ lật qua một chút xíu thôi á, cái ma trận nó thành khác liền. Cái ma trận nó là cái ma trận số đó, nó sẽ hoàn toàn khác với ma trận số ban đầu. Mặc dù cái nội dung mình nhìn vô nó vẫn là con mèo, nhưng mà hai ma trận số nó hoàn toàn khác nhau. Thì đó là một cái vấn đề, đúng không? Một cái vấn đề mà làm sao người ta nói rằng là làm sao máy tính nó có thể đủ thông minh để mà nó có thể hiểu được giống như mình, đúng không? Với hai ma trận số khác nhau nhưng mà nó vẫn là một cái bức hình, vẫn là một cái con mèo đó. Thì đó là một cái thách thức của máy tính, nó phải đạt được. Thế rồi người ta mới nói đến những cái thách thức khác nữa. Mình nhìn con mèo rất là dễ dàng, nhưng mà nè các bạn hiểu nè, cái con mèo nó nằm ở trong con mèo đen, nó nằm ở trong bóng tối đen thui thui lùi rồi, nó chỉ có hai con mắt thôi, mình nhìn mình không biết nó là con mèo. Hoặc là như thế này, nó bị lấp ở sau một cái gọi là bị tối đi khi mà hướng sáng, nhưng mà mình vẫn hiểu nó là con mèo, không cần phải thấy mắt nó ở đâu hết, chỉ cần thấy một vài cái đường nét thôi mình vẫn hiểu nó là con mèo, đúng không? Nhưng mà làm sao máy tính nó cũng làm được đây? Đó là một cái thách thức. Rồi, chưa kể đến một cái chuyện là gọi là deformation nữa. Đó là con mèo á, nó đâu phải lúc nào nó cũng nằm thẳng, nó nhìn mình đẹp đẽ như vậy đâu, đúng không? Đứng chụm chân chụm đồ kiểu như là ngay ngắn thẳng thớm vậy. Thật ra nó có thể nằm ở đủ thứ tư thế hết, nhưng mình nhìn mình vẫn biết ngay nó là con mèo. Thậm chí có những cái hình á, chỉ là có cái đuôi thôi nè, mình vẫn biết nó là con mèo. Thì ý muốn nói là cái thách thức ở đây là đặt ra làm sao một cái hệ thống mà computer vision cũng có thể làm được cái chuyện này. Làm sao nó có thể nhìn cái hình này nó vẫn hiểu được đây là con mèo nè. Chứ đây không thể nào là một con rắn được, không có cái đuôi à. Rất là dễ nếu mà một hệ thống không đủ mạnh có thể nhìn ra nó giống con rắn lắm chứ. Rồi như thế này đi, nó núp lùm ở sau cái này làm sao mà vẫn hiểu được nó là con mèo. Chỉ một vài cái chi tiết thôi, một vài cái tai, một cái chân thò ra thôi cũng có thể nhận diện được nó là con mèo. Thì đó là cái khả năng của con người.
không, mà làm sao máy tính cũng có thể là tái lập được cái khả năng đó hoặc là tiệm cận được khả năng đó, giống như nằm sải lai thế này nè, đúng không? Mình nhìn vô mình thấy ồ, đối với người thích mèo thì vẫn thấy nó dễ thương, vẫn, nhưng mà làm sao máy tính nó nhìn vô nó hiểu được đây vẫn là con mèo. Thì đó là một số thách thức mà đặt ra cho cái vấn đề thị giác máy tính, rồi chưa kể cái chuyện là background clutter nữa, tức là đó, cái màu lông nó nằm chìm ở trong cái background, đúng không? Có những cái bức hình nó còn chìm giá dễ sợ hơn nữa, nó hầu như chẳng thấy gì hết, nhưng mà mình cái mắt người mình nhìn qua mình thấy đôi mắt thôi là mình biết nó con mèo nằm đó luôn. Thì cái thể hiện được là cái trí tuệ con người, cái khả năng thị giác của con người nó phát triển đến mức đó, thì nó đặt ra một cái gọi là một cái mục tiêu, một cái rào cản, một cái gọi là cái ước mơ cho cái việc mà xây dựng một hệ thống máy tính mà có thể tiệm cận được cái khả năng đó. Rồi, nói chung người ta lướt qua một số cái gọi là thách thức ha. Thách thức. Rồi. Thì với những thách thức như vậy thì mình làm sao? Đúng không? Mình làm sao? Làm sao để gọi là tạo ra một cái mô hình, tạo ra một cái phần mềm, một cái con bot có thể giúp mình nhận diện được cái hình này, hình kia. Thế thì người ta mới nói là không có một cái cách nào, không có một cách rõ ràng nào để có thể hard code, gọi là hard code đó. Hard code cái algorithm đó. Tức là không thể nào mà mình viết ra một thuật toán, một cái công thức, một cái hướng dẫn máy tính để cho nó cứ theo những cái hướng dẫn đó. Khi mà nó nhận vô một cái hình đó, nó cứ theo những hướng dẫn đó để nó kết luận đó là con mèo. Rồi một cái hình khác thì nó là con chó, một cái hình khác nó là con rùa được. Rất là khó. Không? Rất là khó. Và trong quá khứ người ta đã cố gắng, ta nỗ lực, ta làm theo kiểu như vậy. Tức là trong những lĩnh vực, trong những cái bước đầu tiên của lĩnh vực computer vision, người ta tìm cách, người ta cố gắng, người ta gọi là hard code đó, tìm cách mà đặt ra một cái rule, viết trước ra một cái luật để sao cho máy tính nó cứ theo đó để nó xác định được cái loại của cái hình cần xác định. Thì ví dụ như là người ta có thể gọi là hướng dẫn máy tính nó tìm ra những cái đường nét, kiểu như là nôm na là một cái con mèo á, thì nó sẽ thường nó sẽ có hai cái tay là nhọn thế này, đúng không? Rồi nó sẽ có những cái đường nét mà vằng như thế này. Thì kiểu như là mình có thể đặt ra một cái rule kiểu như là nếu như mày nhìn một cái hình á, hoặc là mày nhận được một cái hình mà nó có những cái đường nét kiểu như góc cạnh mà theo cái xác suất là nó có cái thiên hướng là góc nhọn á, thì có thể nó là con mèo lắm. Ý là như vậy. Nó là đầu tiên hãy tìm những cái đường nét và dựa theo một cái bộ quy tắc nào đó để mà xác định nó là con mèo. Thì thật sự ra thì những cách này không hiệu quả chút nào đó. Bởi vì những vấn đề như nãy nói đó, là con mèo nó có thể đủ thứ loại hình dáng, nó có thể bị deformation, nó bị deform, nó bị biến dạng, nó bị sáng tối, nó bị tùm lum chuyện hết đó. Cho nên là việc mà cố gắng mà viết ra một cái luật như vậy đó, một cái rule, một cái công thức như vậy để cho máy tính nó làm theo mà nó xác định đó, hầu như sẽ không hiệu quả. Chưa kể là với những cái loại khác thì sao? Với muôn hình vạn trạng, những cái hình ảnh với đủ mọi cái thể loại trong tự nhiên thì làm sao mà có thể làm được chuyện đó? Nên cái cách tiếp cận này là hoàn toàn là gọi là vô vọng, đúng không? Do đó là với sự phát triển của machine learning, của lĩnh vực học máy á, thì cách tiếp cận mà nó giúp cho người ta có những hứa hẹn, những tiến bộ trong lĩnh vực này đó là data driven approach, tức là dựa vào dữ liệu để máy tính nó tự nó tìm ra những cái quy luật đó, nó tự nó viết ra cái bộ quy tắc đó, nó tự nó học ra được những cái quy luật đó. Mình chỉ dựa vào một số cái sắp đặt, dựa vào một số dữ liệu lớn mình chuẩn bị, để rồi trong quá trình huấn luyện máy tính nó sẽ tìm cách nó học được những cái quy luật mà mình không thể nào mà mình define trước, mình định nghĩa trước cái quy luật đó cho nó được, mà máy tính nó sẽ tự động nó học được cái quy luật để khi mà nó gặp một con mèo nó có thể biết được nó là một cái con mèo. Thì cái cách tiếp cận đó chính là dùng lĩnh vực machine learning, lĩnh vực học máy, để mà đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị một cái bộ dữ liệu, đúng không, và gắn nhãn cho nó, gắn label cho nó, hình này thì máy bay, hình kia là xe hơi, hình nọ là con hươu, hình kia nữa thì là con chim. Mình chuẩn bị bộ dữ liệu, mình gắn nhãn cho nó, và mình sẽ dùng cái một cái gọi là supervised learning, đúng không, để mình hướng dẫn nó, mình giám sát nó, để cho quá trình mà huấn luyện nó sẽ học ra được những cái
pattern, những cái motif, những cái quy luật ở trong những cái bộ dữ liệu đó, để nó giúp nó xác định được cái hình nào là hình gì. Và sau khi huấn luyện nó thì mình sẽ phát triển những cái gọi là những cách đánh giá, đúng không? Để mà mình có thể đánh giá nó cho những cái bức hình mới mà nó chưa thấy trong bộ dữ liệu huấn luyện. Thì đó là nôm na là ba cái bước chính của cái gọi là data driven approach trong trên lĩnh vực học máy. Rồi thì video này á mình sẽ làm lướt qua cái lecture 1, nhưng mà cái chủ đạo là mình sẽ đi cái lecture 2. Trong đó là mình sẽ sử dụng cái, tức là mình sẽ làm quen với một mô hình đầu tiên người ta sử dụng trong lĩnh vực thị giác máy tính, mà cụ thể hơn là image classification, tức là phân biệt hình ảnh. Thế thì có thể là các bạn đã biết về KNN rồi, bởi vì nó cũng là một cái mô hình khá là thông dụng, khá là cơ bản trong học máy, trong lĩnh vực machine learning. Thì KNN á, nó là viết tắt của K ở đây chỉ là K thôi, tức là K là mình đặt ra một con số nào đó, 357 gì đó. NN là viết tắt của nearest neighbor, đúng không? Nearest neighbor là mình hiểu nôm na là những cái người hàng xóm gần nhất. Thì dành cho bạn nào chưa biết về cái mô hình KNN này á, thì nó rất là đơn giản. Trong cái mô hình KNN á, người ta sẽ dự đoán một cái mẫu dữ liệu dựa trên là cái nhãn, tức là cái loại, cái label của những cái thằng xung quanh, những cái thằng gần nhất với nó. Giống như giả sử mình có một cái bộ dữ liệu, một cái bộ dữ liệu mà mình đã biết đi ha, gọi là mình đã biết cái label của nó, đúng không? Mình biết cái label của nó, tức là mình biết cái loại của nó là loại gì, là những cái thằng mà chữ X này là nó loại thuộc dạng màu xanh, ok, cứ gọi nó là cái loại màu xanh đi. Rồi mình đã biết có những cái thằng hình tròn là loại màu cam, đúng không? Hoặc là cái chữ X nhưng mà cái loại này thì loại màu cam. Đó, có một số cái như vậy. Thế thì bây giờ người ta đặt ra câu hỏi là giả sử mình có một cái mẫu dữ liệu mới là thằng màu xanh này, thằng hình tròn này, thì mình sẽ dự đoán nó là cái loại nào. Thì nếu mà dựa vào KNN đó thì cơ bản là gì nè, là người ta sẽ đặt ra một con số K, ví dụ như cho bằng 1 đi. Sau đó những cái trường hợp khác thì K có thể là 3, 5, 7 gì đó, vân vân. Nhưng mà đầu tiên là cứ cho K bằng 1 đi. Thì đại khái là với K bằng 1 á, mình sẽ xác định cái loại của cái thằng màu xanh này nè, là cái thằng chưa biết này nè, là dựa vào cái thằng nào mà gần nó nhất. Thì rất là đơn giản, đúng không? Tức là mình chỉ việc là mình sẽ đo cái khoảng cách, tức là mình tìm xem thằng nào là cái thằng hàng xóm của cái thằng màu xanh này, tức là thằng nào có cái khoảng cách là gần nhất với cái thằng màu xanh mà mình cần tìm này. Đó, thì mình sẽ là tìm cái khoảng cách của nó với những cái thằng còn lại, đúng không? Mình sẽ đo khoảng cách của nó với những thằng còn lại để rồi mình tìm ra được là ông nào là gần nó nhất, đúng không? Mình sẽ đầu tiên là cái bước đầu tiên là mình sẽ tính khoảng cách của nó với những cái thằng xung quanh. Thì cái việc mà nó tính khoảng cách á, thì nó có nhiều cách tính, bởi vì trong không gian vector thì nó có nhiều gọi là cái metric, cái để mà nó tính ra cái distance giữa hai cái điểm trong không gian. Thì tí nữa hoặc là trong bài giảng người ta sẽ nói. Thì ở đây nôm na là như vậy, là mình sẽ tính ra cái khoảng cách trước, sau đó mình xem thử là ông nào là có khoảng cách nhỏ nhất. Thì trong trường hợp này á thì nó là ông này nè, đúng không? Là ông này. Và vì mình đang để K bằng 1, có nghĩa là mình sẽ lấy luôn cái ông nào mà gần nhất là cái label của ông này, có nghĩa là mình sẽ đưa ra cái dự đoán đó là cái ông này sẽ là màu cam, đúng không? Đây là sẽ là một cái màu cam. Còn nếu như mà mình không lấy K bằng 1 á, mà mình lấy K bằng ví dụ như bằng 5 chẳng hạn, đúng không? Lấy K bằng 5 thì sao? Thì mình xem 5 ông gần nhất là ai, đúng không? 5 ông gần nhất, mình sẽ tìm 5 ông gần nhất. Thì lúc bây giờ mình sẽ lấy những ông nào? Mình lấy ông này nè, rồi ông này, rồi ông này, rồi ông này là 4, ông này nữa là 5. Như vậy trong 5 ông gần nhất này thì là có bao nhiêu? Có 3 ông màu xanh, đúng không? Là có 3 màu xanh, có 3 màu xanh. Và có 2 ông màu cam, có 2 ông màu cam. Như vậy mình có thể suy ra lấy số nhiều,
vậy thôi. Tức là suy ra cái này á sẽ là màu xanh. Vậy thôi, rất đơn giản. Tương tự nếu mà K lớn hơn thì cũng vậy á. Thế thì thì cái mô hình KNN nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nó chỉ là xem thử là những cái trong cái bộ dataset á mà đã có, mình đã biết nó loại nào đó, thì mình xem thử là cái nào gần nhất với cái mình đang cần dự đoán, và từ đó mình sẽ xác định cái loại của cái thằng mà chưa biết đó dựa trên mấy thằng xung quanh. Thì trong bài tí nữa người ta sẽ nói đó. Thì ở đây mình có cái ghi chú người ta giải thích nè, đó là trong cái mô hình này đó, trong cách làm này thì thật ra chả cần phải training gì hết đó. Tại vì đâu có cái bước huấn luyện gì đâu. Cái bước đầu tiên khi mà gọi là training đó, thì thật ra chỉ là việc mình lưu lại toàn bộ cái bộ dữ liệu training dataset, chỉ là lưu lại trong bộ nhớ thôi, rồi thôi, chứ không có phải là huấn luyện gì cả. Dành cho bạn nào chưa biết về machine learning á, thì các bạn qua những cái phần khác á, qua những cái model khác, các bạn sẽ hiểu thấy cái quá trình huấn luyện nó là như thế nào. Nó có cái việc mà thay đổi parameter của model. Còn ở trong cái mô hình này á, là nó chẳng có parameter, nó chẳng có nói chung là chẳng có một cái tham số hay là một cái công thức nào cả. Chỉ đơn giản là mình sẽ giữ lại, lưu lại cái bộ dữ liệu, để rồi tí nữa khi mà đem cái model ra mà bảo nó dự đoán đó, thì lúc đó nó mới phải làm việc. Thì lúc đó nó mới phải là đưa một cái dữ liệu mới vô, thì nó mới phải tính, nó mới tính toán các cái khoảng cách của cái dữ liệu mới với những cái dữ liệu trong bộ dữ liệu huấn luyện, để rồi từ nó mới thực hiện cái phép gọi là so sánh, để rồi nó tìm ra cái thằng nhỏ nhất, và từ đó mới lấy cái lower label của thằng nhỏ nhất, cái thằng mà gần nó nhất đó, gán cho cái dữ liệu chưa biết. Thì muốn nói đây là cái quá trình mà huấn luyện á, thì hầu như là chẳng làm gì hết, chỉ là lưu cái bộ dữ liệu vào trong bộ nhớ rồi thôi. Nhưng mà cái khi mà cái quá trình mà dự đoán á, thì nó lại là phải làm rất nhiều. Bởi vì các bạn thấy nó phải tính một loạt các khoảng cách từ cái điểm mà chưa biết đến những cái điểm xung quanh, thậm chí là tất cả những cái điểm khác ở trong bộ dữ liệu luôn. Thì từ đó nó mới có cái con số gọi là distance, con số khoảng cách, rồi từ đó nó mới so sánh để mà nó tìm ra cái nhỏ nhất. Thì có nghĩa là nó khác với những cái mô hình mà gọi là sau này các bạn cái mình sẽ được gặp, là mình khi mà huấn luyện thì lại tốn nhiều thời gian. Nhưng mà một khi huấn luyện xong rồi, mình chỉ việc có một cái bộ parameter, mình chỉ có một cái công thức để mà khi mình dự báo thì mình chỉ việc là tính một phát là ra thôi. Còn đây ngược lại, huấn luyện thì hầu như chả làm gì, chỉ lưu lại bộ dữ liệu trong bộ nhớ thôi. Nhưng mà khi mà dự đoán thì phải tính một loạt cái kết quả. Thì đó chính là một cái gọi là nhược điểm của cái KNN. Đó, thì như các bạn thấy, ở đây người ta nói không, cái việc mà training đó, cái quá trình huấn luyện đó, đơn giản chỉ là ghi nhớ toàn bộ dữ liệu thôi. Nhưng mà quá trình mà predict đó, thì lại là phải là thực hiện rất là nhiều phép tính. Thế thì ở đây á, ở trong bài giảng thì người ta sẽ nói về một cái bộ dữ liệu C410. Thì cái bộ dữ liệu này nó có cái quy mô ít hơn, giống như hồi nãy mình có nhắc đến một bộ dữ liệu nổi tiếng là ImageNet ha. Nhưng mà ở đây á, thì cái bộ dữ liệu này nó chỉ có là 50.000 cái bức hình thôi, và chia làm 10 class, tức là 10 category, 10 loại, và có 10.000 bức hình để dành cho việc testing. Thì cái bộ dữ liệu này nó nhỏ hơn, cho nên là người ta hay dùng nó trong việc mà phát triển những cái mô hình, hoặc là trong những cái bước đầu tiên người ta hay sử dụng cái C410 này lắm. Rồi, thế thì tiếp theo thì người ta nói là cái cách mà KNN á, tuy là nghe nó có vẻ hơi stupid, tức là nó quá đơn giản, nhưng mà nó cũng có ít nhiều đó là nó cũng có cái gọi là cái phần đúng của nó vẫn có một cái khả năng nhất định nào đó. Để rồi mình có thể thấy là một số cái hình ảnh mà gọi là được tính toán bởi cái KNN. Thì mình nhìn nè, ở đây bộ dữ liệu ha, một bộ dữ liệu gốc của C410 nè. Tất nhiên người ta in một vài cái hình ở trong cái bộ dữ liệu ra để coi thôi, với tương ứng với 10 loại đó: máy bay, automobile, xe hơi nè, chim, mèo, hươu, rồi chó, ếch, ngựa, rồi tàu biển với lại xe tải. Thế thì ở đây á, với mỗi một cái hình á, ví dụ như mình nhìn nè, ở đây là hình con ếch nè, thì dựa vào cái gọi là việc mà nó tìm những cái hình mà gần nó nhất nhất đó, tức là giống giống nó nhất đó,
thì nó ra được những hình này nè. Đó. Rồi hoặc là cái con chó ở trên đó thì nó tìm cái hình giống giống nó nhất á, nó ra được những cái hình trong cái hàng này nè. Đúng không? Thì cái hình con ếch này có thể rõ nhất nè. Con ếch đang ngồi nè. Thì ở đây mình nhìn mắt thường của mình á là mình biết con mèo. Nó thông qua cái gọi là trí tuệ của con người đó thì mình nhìn vô mình biết con mèo. Nhưng mà nếu mà nhìn xa xa thì thấy nó cũng có cái dạng kiểu nghiêng nghiêng mà cái màu nó cũng xám xám, nâu nâu mà cũng cái hướng đường chéo từ dưới lên. Thì nếu mà máy tính á mà nó xài Canon á, nó sẽ có thể nó xác định cái hình hình này là con mèo lắm á. Bởi vì cái hình này nó cũng nghiêng nghiêng, các bạn hiểu không? Nó cũng nghiêng nghiêng theo cái hướng mũi tên đi lên, hướng lên trên mà cũng cái kiểu là màu nâu nâu nè. Đó. Rồi qua cái hình thứ hai cũng dạng vậy nè. Thì nó là con ếch thì đúng rồi nè. Nhưng cái hình thứ ba là thì mắt người nhìn là biết nó là con mèo nè. Nhưng mà nó cũng kiểu cái kiểu ngồi mà chéo chéo vậy đó. Qua hình thứ tư là con ếch là đúng nè. Hình thứ năm là cái máy bay. Đúng không? Bắt đầu lãng nhách rồi đó. Rồi. Hình cái hình này cũng là con ếch. Nhưng mà cái hình này thì rõ ràng mắt người nhìn vô biết nó là xe hơi. Thì cái ý mình muốn nói đây đó là nếu mà làm theo cách của thằng K-Nearest Neighbor đó thì nó sẽ có khả năng á, nó lựa, nó tìm ra trong bộ dữ liệu á những cái thằng gần nhất với cái hình mà giả sử mình đang cần dự đoán cái hình con ếch này, mình biết con ếch rồi, nhưng mà giả sử mình đang cần dự đoán là cái hình này là con gì đi, thì nếu mà nó tìm ở trong bộ dữ liệu ra những cái hình mà có cái độ gần gũi á, mà gần nó nhất á, thì rất khả năng là nó sẽ thấy cái hàng này. Và cái trong cái hàng này, và bắt đầu nếu như mà mình sử dụng cái gọi là số đông ha, ví dụ như là bằng 5 nhiều nãy đi, thì rất có thể nó sẽ kết luận nó là con mèo đó, hoặc là con ếch, hoặc là nó phân vân giữa con mèo với con ếch. Thì bởi vì nếu như mà mình lấy cái bằng 10 đi, thì ở trong đây mình thấy nè, nó có mấy con ếch, có 1 con, 2 con, 3 con ếch. Nhưng mà nó có 1 con mèo, nó có 2 con mèo, đúng không? Rồi nó có 2 cái máy bay, đúng không? Một cái xe hơi, một cái tàu biển. Thì ý muốn nói là chưa biết là nó sẽ dự đoán được hay không, nhưng mà trong cái số mà gọi là cái ứng cử viên của nó đó thì rõ ràng là không được chính xác cho lắm. Thì mình hiểu cái nôm na là với cách làm này nó sẽ chỉ dựa trên cái khoảng cách của cái mẫu dữ liệu mà cần dự đoán với những cái mẫu dữ liệu mà nó có trong bộ dữ liệu huấn luyện. Và tí nữa mình sẽ hiểu tại sao việc mà sử dụng cái khoảng cách như vậy á là nó sẽ không có hiệu quả, nó sẽ không có chính xác. Thế thì đầu tiên á, mình sẽ phải hiểu là nó tính khoảng cách như thế nào. Nãy giờ mình có thể nói là tính khoảng cách. Thì ví dụ như một điểm ở trên không gian tính khoảng cách. Ok, vậy thì cụ thể tính khoảng cách giữa hai cái hình là sao? Đúng không? Thì mình hiểu thế này nè. Dành cho bạn nào biết rồi, đã biết về kiến thức cơ bản về machine learning thì các bạn đã làm quen với những cái gọi là L1 distance hay còn gọi là Manhattan distance, hoặc là L2 distance hay còn có tên là Euclidean distance. Ngoài ra nó còn có những cái công thức để tính những cái distance khác á, ví dụ như là cosine similarity, gọi là cũng là một cái công thức để tính cái khoảng cách. Thế thì cái công thức mà người ta dùng ở đây đó là L1 distance á, nó có công thức thế này. Thì dành cho bạn nào chưa hiểu hoặc là cảm thấy khó hiểu chỗ này thì mình sẽ giúp cho bạn ôn lại cái khái niệm gọi là L1 distance ha. Tại tất nhiên cái khóa học này thì người ta sẽ không có là ôn cho mình hoặc là không có dạy lại cho mình những cái cơ bản như là cái L1 distance đâu. Nhưng mà trong cái series video này thì mình giúp các bạn học, cùng nhau học, thì mình sẽ giúp các bạn lấp đầy một số kiến thức mà nền tảng như vậy. Thì mình đang nói cái khoảng cách ở đây á, là mình đang nói khoảng cách ở một cái gọi là không gian vector, trong cái gọi là vector space. Ví dụ như đây là một không gian vector nè, nó là không gian vector hai chiều, mình hiểu nôm na gì đúng không? Mình có hai chiều, một điểm ở trong đây là một cái vector, giống hồi xưa mình học đó, giống hồi xưa mình đã học là trong không gian đúng không, mặt phẳng thế này, mình có một cái vector có thể biểu diễn bằng vector a, hoặc là mình cũng có thể gọi là chỉ vẽ cái điểm thôi, vẽ cái nút đầu thôi, nhưng cũng có thể vẽ cái vector từ gốc ra. Thì mỗi vector trong đây á nó sẽ có là hai cái tọa độ đúng không các bạn, A1 nè, A2 nè, ở trong hai cái trục của không gian hai chiều này, trang gọi là 2D dimension nè,
UD là viết tắt của dimension ha, chắc các bạn biết rồi. Thì đây là two dimensional space, thì mỗi vector nó sẽ có hai cái tọa độ đúng không? Và các bạn còn nhớ thì mình sẽ ký hiệu vector là gì, A1, A2 đó, hay gọi là hay ghi vậy đó. Còn nếu mà nói mình hồi xưa mình học thì cứ vector A là bằng là A1, A2 cũng được đó, thì ghi vector như thế này. Thì cơ bản nó là hai cái con số thôi, ví dụ như trong không gian hai chiều này, ví dụ như là cái này nó bằng A1 thì bằng 2 đi, A2 là bằng 3, thì mình sẽ có một cái vector là 2, 3, thì nằm đây. Rồi mình lại có một cái vector khác, đúng không? Mình có một vector khác, gọi là vector B chẳng hạn, hoặc là vector A2 đi. Vector B khỏi giờ lộn, vector B đó, thì nó cũng có cái tọa độ của nó, đúng không? Là B1, giả sử này bằng 1, và ở đây là B2 là bằng, ở đây mà 3 rồi thì đây bằng 4 đi, đó. Như vậy mình sẽ có một vector khác là 1, 4, đúng không? Mình có hai vector, vector A và vector B. Vậy thì mình sẽ có những cái công thức để mình tính cái khoảng cách, đúng không? Mình tính cái khoảng cách giữa hai cái vector này. Thì tùy vào mỗi công thức thì người ta coi cái khoảng cách nó là thế nào. Thì với cái L1 distance đó, cái mà người ta đang xài nè, L1 distance đó, thì người ta coi cái khoảng cách giữa hai cái điểm A và điểm B nè, hai cái vector này nè, nó là cái đường ngắn nhất mà đi từ điểm A đến điểm B, nhưng mà đi theo, gọi là đi theo trục. Vì vậy nó mới có cái tên là Manhattan, Manhattan distance. Ý muốn nói khu Manhattan nó giống như là mình nhìn ở trên bản đồ á, là một cái khu phố nó có những tòa nhà hoặc là những cái đường phố nó vuông góc với nhau thế này, đúng không? Nhìn từ trên xuống đó, khu Manhattan New York đó, thì giả sử mà tôi có một cái người đang đứng ở đây mà muốn đi đến đây, đúng không? Thì họ phải đi đường nào, họ đâu có đi một cái vèo để tôi qua đây được, đúng không? Mà họ phải đi theo cái đường là của cái đường phố thế này, phải đi vuông góc thế này, đúng không? Thì ý nghĩa nó vậy đó. Vậy thì giống như đây là muốn đi từ cái điểm A này đến điểm B đó, thì với L1 distance đó, là người ta sẽ tính bằng cái khoảng này nữa các bạn, hay là khoảng này cũng được đó. Do đó cái công thức mà để tính cái L1 distance, L1 distance đó sẽ là gì nè, rất là dễ hiểu thôi, đúng không? Mình sẽ lấy là cái đoạn này, cái đoạn này là bằng bao nhiêu, cái đoạn này có phải là nó bằng là thằng A1 trừ thằng B1 không? Nhưng mà âm dương thì mình không biết, mình chỉ muốn lấy là cái độ lớn thôi, có phải là mình lấy giá trị tuyệt đối không, đúng không? Rồi cái đoạn này thì có phải là B2 trừ A2 không? Nè, B2 nè, trừ A2 nè, trên là A1 trừ B1 nè. Đó, vậy có phải là A2 trừ B2 không? Và cũng lấy tuyệt đối để mình lấy cái độ lớn thôi. Thì phải cộng hai đó lại không? Để mình có được cái đường đi từ điểm A đến điểm B theo cái gọi là Manhattan distance. Như vậy thì cái công thức của nó chính là A1 trừ B1, đúng không? Lấy giá tuyệt đối, cộng A2 trừ B2, đúng không? Và thế là mình có thể ghi theo cái kiểu gì nè, đó là tổng, đúng không? A y trừ b y, mình lấy giá tuyệt đối với y bằng 1 đến n, và trong trường hợp này n là n bằng 2, là bằng 2, thì mình sẽ có công thức là tổng của A1 trừ B1 lấy giá tuyệt đối cộng A2 trừ B2 lấy giá tuyệt đối. Thì đây chính là L1 distance giữa vector A và vector B. Đó, đó chính là L1 distance. Các bạn thấy công thức nè, khi người ta ghi vậy nè, tức là người ta nói cái L1 ha, mình đọc luôn là L1 đi ha, L1 distance giữa hai vector Y1 và vector Y2, mà ở đây nó sẽ là tổng của P
AP đây thì không biết bao nhiêu, nhưng mà nói chung là ghi vậy sẽ là tổng các cái phần tử, nói chung có bao nhiêu phần tử của vector Y. Giống như ở đây là vector A có 2 phần tử thì Y từ 1 đến N là N bằng 2. Thì đây cũng vậy, tổng các phần tử, hiệu các phần tử vector 1 trừ cho phần tử tương ứng của vector 2, rồi mình lấy giá tuyệt đối. Đó, thì đó là cái công thức. Thế thì ở đây mình đang nói trong không gian 2 chiều đúng không? Trong không gian 2 chiều thì mỗi một điểm nó có 2 tọa độ đúng không? Nè, một điểm A đúng không? Vector A nó có 2 tọa độ là A1, A2. B có 2 tọa độ B1, B2. Nhưng mà cái bài toán ở đây là người ta coi một cái hình. Như nãy mình trong cái phần giới thiệu thì mình đã biết rồi. Đây là cái hình đưa vô nè. Cái hình đưa vô nè. Thì nó có cái chiều dài đúng không? Chiều cao đi, là H, ví dụ như là nó bằng 100 đi. Nó có cái chiều rộng, giả sử bằng 100 luôn đi. Thì như nãy mình nói là một cái hình á, thì nó đưa vào máy tính nó chỉ là một cái ma trận số thôi. Và với cái hình mà hình màu á, thì thật ra nó sẽ là có 3 lớp. Nó có 3 lớp, để mình vẽ cái màu lên cho mình dễ hình dung này. Có 3 lớp. Rồi, tầm 7. Thì là đỏ. Đỏ. Rồi red, green nè. Một cái lớp thứ hai nè. Blue. Màu xanh. Đúng chưa? Đó, nó giống vậy nè. Vậy thì mỗi một cái con số ở đây nè, mỗi một cái pixel đó, nó sẽ là một con số, ví dụ như là 25 chẳng hạn. Rồi, ở đây cũng là một cái con số khác, mình zoom bự ra đi, có thể nó là 15 chẳng hạn. Nói chung là mỗi một cái pixel nè, sẽ là một con số. Rồi xuống đây, xuống hàng này, nói chung là 100 x 100 thì có nghĩa là riêng ở một cái miếng này thôi á, nó sẽ có 10.000 cái ô, là 10.000 con số. Bạn hình dung không? 10.000 số. Thì nhưng mà đó chỉ là một cái lớp thứ nhất thôi. Qua cái lớp thứ hai cũng vậy, thì nó cũng là một cái con số nào đó, ví dụ như là 100 chẳng hạn, đúng không? Rồi nó cũng có 10.000 con số. Đúng không? 10.000 con số của cái lớp thứ hai. Ví dụ như là 23 chẳng hạn, nó tiếp tục dậy đến cái cuối cùng. Ví dụ như 56 chẳng hạn. Rồi, qua cái lớp thứ ba cũng vậy. Nó cũng là những cái con số thôi. Thế thì cái mà người ta đang muốn muốn gọi là đo cái khoảng cách giữa hai cái hình đó. Ví dụ mình có một cái hình và mình có một cái hình nữa, thì khoảng cách giữa hai cái hình đó, thì trong trường hợp này á, đó là mình coi cái một cái hình này nè, một cái bức hình mà có chiều dài 100, chiều rộng 100 và có 3 channel á. Nói một cách dễ hiểu là mình trải phẳng nó ra thành một vector. Bằng cách á là mình lấy cái ô ở đây, không? Đây là giá trị bao nhiêu? 25 đúng không? Ghi ra đây. Mà giá trị là 25. Lấy cái thằng này đem ra đây. Lấy thằng này đem ra đây. Tiếp tục như vậy cho đến cái thằng cuối cùng. Ví dụ như ở đây là 72 chẳng hạn, thì đây 72. Tức là mình trải cái miếng này ra, trải phẳng nó ra, để nó thay vì nó để thành vuông thì mình để nó thành ra một cái đường thẳng thế này. Rồi tương tự mình làm tiếp. Mình làm tiếp với cái này. Cái ô này nè. Cái giá trị này nè, mình đem để đây nè. Đó, nó là 100 đó, đúng không? Rồi cái thằng tiếp theo đem để đây. Thằng này nó là 23 đó. Tiếp đến thằng cuối cùng là 56 nè. Các bạn hiểu không? Hình dung không? Rồi. Tất nhiên cái phần này nếu mà đơn giản quá một số bạn thì các bạn thông cảm nha. Nhưng mà đối với một số anh em mà chưa biết về cái vụ này thì có thể thấy hữu ích. Rồi. Thằng này đem để đây. Thằng này đem để đây. Rồi, thằng cuối cùng luôn. Thì ý muốn nói đó, cuối cùng á, từ một cái hình có cái 3 dimension, giống như hình hộp đi các bạn, giống như hình hộp trong không gian 3 chiều, có chiều dài, chiều rộng, chiều sâu, đúng không? Nè, hình hộp nè. Dành cho bạn nào chưa hình dung thì có phải nó giống như một cái hình hộp không? Giống như cái hộp không? Giống hộp bánh không?
đó, mà có đây là 100 và bề sâu là 3. Thì bây giờ mình trải nó ra thì bây giờ nó chỉ còn là 1D thôi, từ 3D nó còn 1D thì nó coi như là một cái vector. Nó một cái vector mà số đầu là 25 rồi 72 rồi đến 100 rồi tới đây, tức là nó thành ra một cái vector. Mà mình ví dụ như cái hình này mình ký hiệu nó là cái hình thứ nhất ở trong bộ dữ liệu đi, thì nó là vector Y1. Nó là vector Y1. Nó cũng giống như ở trên đây mình ghi là vector A là 23. Thì bây giờ mình sẽ có một cái vector Y là ghi theo kiểu như vậy nè. Lật nó dọc xuống là 25 nè. Rồi bao nhiêu đó không biết. 20 đúng không? 25, 20 nè. Rồi xuống dưới đây 72 nè. Rồi tiếp 123 nè. 100 nè. 23 nè. Đó. Có nghĩa là lúc bây giờ là mình flatten, mình trải phẳng cái hình này ra, gọi là flatten. Tại vì mình sẽ rất là thường xuyên, khi mà mình qua những cái bài sau mình học về neural network đó, mình cũng sẽ gặp lại cái vụ flatten này. Nó trải phẳng một cái hình từ dạng là 3D, dạng một cái tensor có 3 dimension, dài, rộng, sâu, thành ra một cái vector. Và mình sẽ làm việc trên cái vector đó. Thì như vậy á, mình lại có một cái vector Y. Và tương tự khi mà mình có một cái hình khác, đúng không? Mình có một cái hình khác. Mình có một hình khác, ví dụ vậy. Đó, mình có một hình khác. Thì mình lại trải phẳng nó ra để mình có được một cái vector là vector Y2. Cái này là cái hình thứ hai trong bộ dữ liệu đi. Mình có vector Y2. Và mình để ý rằng nó, cái công thức nó cũng sẽ tương tự như vậy. Nhưng mà thay vì á, thay vì mình chỉ có là 2 dimension thôi, thì trong cái vụ mà cái hình này nè, mình có một cái không gian hoặc là mình có một cái vector là bao nhiêu? 100 nhân 100 nhân 3. Tức là nó là một cái không gian 30.000 dimension, chứ không phải không gian 2D nữa. Nhưng mà cái công thức để mà tính cái khoảng cách của hai vector á, tức là trong cái không gian vector 2D này thì mình vẽ ra được, mình nhìn thấy nó là cái điểm A và điểm B nó nằm đây, cho nên cái distance của nó là cái đường này. Thì ở đây á, hai cái điểm này nè, mỗi một cái hình là một cái vector thì nó cũng nằm ở là hai điểm ở trong một cái không gian có 30.000 dimension. Mà mình không thể hình dung được. Nhưng mà nó cũng có cái tính chất tương tự thôi. Chẳng qua là bây giờ nó có nhiều chiều không gian hơn. Mình chỉ sẽ quen sống cho không gian và 3 chiều thôi, mình chỉ biết chiều dài, chiều rộng và chiều cao thôi. Mình hình dung được, cứ giả sử có hai điểm trong không gian thì mình cũng hình dung được, à điểm này nằm đây. Hoặc là trên mặt phẳng thì mình thấy được hai điểm nằm đây. Nhưng mà trong không gian 30.000 chiều á thì mình không có hình dung ra được. Nhưng mà nó vẫn là, nó mang tính chất của một cái không gian vector, nó mang đầy đủ mọi cái phép toán của vector thôi. Thì do đó là khi mà mình tính cái khoảng cách giữa hai cái vector là Y1, đúng không? Và Y2 là cái hình thứ hai đó, bằng công thức là L1 distance. Thì tương tự mình sẽ dùng cái công thức hồi nãy mình nói, đó là mình sẽ cho là từng phần tử của vector thứ nhất, mình gọi nó là phần tử thứ Y nè, trừ đi phần tử thứ Y của vector thứ hai, đúng không? Rồi với Y từ 1 cho đến 30.000 mình tổng lại hết, thì đó chính là L1 distance. Thì cái nãy giờ mình cố gắng chỉ cho các bạn á, hoặc là dành cho bạn nào chưa biết, thì đó chính là cái vụ này nè. Người ta tính ra lại là L1 distance giữa hai cái hình thì là như vậy. Mà nếu mình làm biến, hoặc là nếu mình đã hiểu rồi á, thì mình sẽ cứ cái điểm này mình trừ cho cái điểm tương ứng cùng vị trí, rồi cái điểm này mình trừ tương ứng cho cùng vị trí. Ví dụ như 56 trừ 10 ra 46, rồi 32 trừ 20 ra 12, rồi 10 trừ đi cho 24 thì nó ra 14. Nhưng mà tất nhiên là người ta lấy là giá trị tuyệt đối thôi, absolute value thôi. Rồi xong người ta cộng hết cái này lại, cộng hết này lại thì sẽ ra là 456. Nhưng mà việc mình nên hiểu á chính là hiểu theo cái kiểu là mình trải phẳng một cái hình ra thành một cái vector, để rồi mình có thể hiểu được rằng trong cái hình á, thật ra khi mình đại diện trong máy tính thì nó là một cái vector có 30.000 là phần tử.
Thì cái mình đang làm ở đây là thực hiện một cái phép toán vector trong không gian 30.000 chiều. Ok, thì nó hoàn toàn giống như là mình làm với không gian 2 chiều thôi, đúng không? Rồi, hy vọng là có thể giúp các bạn phần nào ha, dành cho bạn nào chưa hiểu. Còn bạn nào đã biết cái này rồi thì cũng thông cảm nha, tại vì đã gọi là cùng nhau học thì đâu phải ai cũng đã biết cái này đâu. Thì đối với một bạn nào đó mà chưa biết về cái L1 hoặc là L1 distance đó, gặp cái này sẽ thấy khó hiểu. Ok, thế thì đó là một cái cách hoặc là một cái công thức để người ta tính cái khoảng cách đó. Vậy thì mình đã biết rằng là cái mô hình Kainan này á, thì người ta sẽ tính làm sao rồi đó. Như vậy thì với một cái hình, đúng không, mà người ta cần dự đoán cái loại đó, cái category đó là loại gì, cái hình đó là loại gì, hình con gì, hình cái gì, thì cái mô hình Kainan này nó sẽ cơ bản chỉ là cái bước đầu tiên như nãy mình nói rồi, nó chỉ là lưu cái bộ dữ liệu lại vô trong bộ nhớ hết. Cái bước huấn luyện của nó là chỉ nhiêu đó thôi đó, cho nên mình mới thấy cái đoạn code mà ở trong Python này. Đó, cái lệnh train này, training này, huấn luyện này, thì nó sẽ nhận một cái bộ dữ liệu. Cái này nó hơi mờ, các bạn cũng thông cảm nha, tại vì các bạn hoàn toàn có thể có cái file bài giảng, cái lecture slide ở trên cái trang web nãy đó. Thì ở đây đó là người ta nhận vô cái x là một cái ma trận chứa n, có nghĩa là số số mẫu, tức là số cái hình mà dùng để huấn luyện đó. Ví dụ như mình có một bộ dữ liệu huấn luyện 10.000 hình, như bộ C410 mình có 10.000 cái hình, thì n 10.000, xin lỗi các bạn, 10.000. D là gì? D là dimension, chính là cái hồi nãy mình mới giúp cho các bạn hiểu. Rồi, đây, chính là việc mình trải ra, ví dụ như cái hình nó là 100 chiều cao, 100 chiều rộng và 3 channel nếu mà là hình màu. Thì khi mình trải phẳng nó ra thành ra một cái vector, thì chính là mình có một cái vector dài là 30.000, đúng không? 30.000 phần tử, tức là một cái vector 30.000 dimension, đúng chưa? Thì trong trường hợp này cái D nè, cái D chính là 30.000 đó, 30.000 đó. Và Y á, là cái label, đúng không? Là label, thì tức là cái hình trong một cái bộ dữ liệu N là 10.000 cái hình, thì tương ứng mỗi hình á là hình con gì, là hình cái gì. Thì như vậy là Y nó sẽ có tương ứng là N, tức là mình đang có 10.000 cái hình, mỗi một cái hình á là 30.000 phần tử, thì mình cũng sẽ có một cái bộ Y là có 10.000 cái giá trị, nhưng mà nó chỉ có một dimension thôi, tại vì nó chỉ có một con số thôi, chỉ con số đó là cái hình đó là hình gì thôi. Mà tại sao lại con số? Tại bởi vì tuy á, là ví dụ như là ví dụ những hình này là hình con mèo chẳng hạn, đúng không, trong bộ dữ liệu huấn luyện đó, hình con mèo thì nó có cái chiều dài, chiều rộng và chiều sâu, đúng không, phần 3, thì nó sẽ gắn với nó là một cái label. Thì ở đây là một cái mẫu trong huấn luyện này, tức là x1 nè, một cái hình khác sẽ là x2 nè, đúng không? Đó, một cái hình khác hình gì đó không biết. Thì tương ứng mỗi cái hình nó sẽ có một cái giá trị, ở đây sẽ là y1. Nhưng mà thay vì người ta để nó là con mèo, người ta ghi chữ cat ra thì không phải vậy đâu, người ta sẽ để một con số, ví dụ như trong 10 class, nó 10 class là cat, dog, rồi gì đó, thì người ta đánh số, cái này là cái đầu tiên, số 0, cái này là cái số 1, cái này là số 2, vân vân, thì ở đây nó cứ để là số 0. Rồi ở đây giả sử nó là một cái máy bay chẳng hạn, đúng không? Nó máy bay chẳng hạn. Đúng không? Cái máy bay. Thì ví dụ như máy bay thì nó gắn với lại là class số 7 đi, thì ở đây á cái y2 đó sẽ bằng 7. Hiểu ý không? Thành thử ra là mình sẽ có một cái vector x, xin lỗi các bạn, một cái ma trận x. Tại vì như nãy mình nói rồi, cái hàng này á, nó là vậy nhưng mà trải ra thì nó sẽ là một cái vector. Như vậy thì tương ứng là mình sẽ có là một cái vector của vector x1, rồi cái vector x2, đó, vector xn, ví dụ như có 10.000 cái hình, vector xn,
để nó tạo thành ra một cái ma trận ít lớn. Đó, nó có là N hàng và D 30.000, ví dụ như nãy cái hình mà 100 100 nhân 3 thì là 30.000 đó. Còn tương ứng nó sẽ là một con số. Ví dụ như này là số 0. Và đây sẽ là số 7 đó. Thì mình sẽ có tương ứng là một cái vector y. Vector y. Thì cái ma trận x này sẽ là n d. Còn vector y này á sẽ là n 1. Ý 1 ở đây nó chỉ có một cột thôi, n hàng nhưng mà một cột thôi. Còn x á là n hàng nhưng mà d cột. Tại vì x mỗi một cái phần tử, mỗi một cái element của nó, mỗi một cái vector x nó là một vector có d, có d chiều lần, có d phần tử lần. Còn y thì mỗi một cái của nó chỉ có một số thôi, cho nên là n nhân 1 thôi. Một số cái cơ bản nếu bạn nào biết rồi thì cũng đừng khó chịu nha, để dành cho những bạn nào chưa biết thì sẽ hiểu được cái này. Ok, vậy thì cái mô hình này các bạn sẽ thấy nè. Như nãy mình nói rồi, training lúc mà huấn luyện á thì cơ bản nó chỉ lưu cái x và cái y lại vô hai cái biến, là cái biến x train và y train, đúng không? Hết, nó đâu làm gì nữa đâu, nó chỉ lưu hai cái bộ dữ liệu vô trong cái biến là thôi đó. Nên người ta mới ghi là đơn giản nè, chỉ việc là nhớ tất cả cái bộ dữ liệu huấn luyện thôi, chứ nó không có phải tính toán gì hết, chưa tính toán gì hết. Nhưng mà lúc mà predict đó, tức là lúc mà dự đoán đó, thì nó mới tính hơi nhiều nè. Thì mình mới thấy nè, nó làm gì đây? Lúc mà dự đoán thì nó cũng nhận vô một cái ma trận x, và x nó cũng là n nhân d luôn. Có nghĩa ở đây người ta muốn ý muốn nói đó là khi mà dự đoán á, mình cũng muốn nó dự đoán cho một tập các bức hình, chứ không phải là dự đoán một cái hình một, nó dự đoán một tập cái hình luôn. Tức là ví dụ như là bộ dữ liệu 10.000 hình, tôi muốn đưa vô dự đoán một lúc 100 cái hình luôn, chứ không phải chỉ một. Thế thì ở đây mình xem người ta làm gì. Đầu tiên á, là người ta lấy cái số lượng ra. Người ta lấy số lượng ra. Thì dành cho bạn nào chưa biết, thì cái x mà chấm shape á, thì nó sẽ cho mình biết được là cái shape, là cái hình dạng của cái ma trận x đưa vô. Ví dụ như trong trường hợp này, thì nếu mà mình lấy x, mình đem gọi lệnh shape á, thì mình sẽ được cái là n nhân d nè, nd. Đó, nó sẽ ra được hai cái shape. Ví dụ như đây, giả sử là 10.000 đi, còn đây giả sử là 30.000, như nãy mình nói. Vậy thì khi mà mình lấy cái shape ra rồi, thì mình lấy cái thằng đầu tiên của nó, thì chính là mình lấy thằng n ra đó, đúng không? Còn nếu mình lấy cái thằng thứ hai, thì chính là mình lấy thằng d ra, hiểu không? Như vậy ở đây người ta lấy shape và không, có nghĩa là người ta lấy cái số hàng của cái ma trận x này ra nè. Tại như nãy mình nói là người ta sẽ dự đoán trong cái function này, nó dự đoán một lúc là nhiều hình chứ không phải một hình, cho nên đầu tiên xem là có bao nhiêu hình đó. Rồi sau đó người ta mới làm gì, numpy zero, numtest và dtype là bằng dtype của ytrain. Tức là đầu tiên á, là người ta tạo một cái vector 0. Vector 0 tức là ví dụ như mình đang nói cái x nãy đưa vô, giả sử người ta cần dự đoán là 100 cái hình đi. Và mỗi cái hình nó vẫn có cùng shape với cái hình trong bộ dữ liệu huấn luyện, cho nên nó cũng là 30.000 luôn. Đúng không? Ở đây mình lưu ý các bạn là mình đang lấy số 30.000 là bởi mình đang giả định cái hình á nó là 100 nhân 100. Chứ không phải là nên các bạn hiểu tại sao có số 30.000 nha. Tại vì trong thực tế á, nếu như mình đang sử dụng cái bộ dữ liệu mà C4 10 á, thì cái hình của nó có kích thước, mình nhớ hình như là 26 x 26 hay sao đó, chứ không phải là 100 x 100 đâu. Cho nên là tương ứng như vậy á, thì cái vector của cái hình á, nó sẽ có một cái gọi là chiều dài khác. Nhưng ở đây mình lấy 100 cho nó dễ hình dung thôi. Đây mình đang giả sử là D á, là bằng một lần là bằng 30.000, đúng không? Của cái hình 100 nhân 100 nhân 3. Thì khi mà mình lấy ra gọi là cái num test này rồi, tức là mình lấy được cái số hàng, tức là số cái hình mà cần dự đoán rồi nè, thì người ta mới dùng cái function này zero num test để kiểu như là người ta tạo ra một cái vector zero hết mà có là 100 số. Đó, người ta để sẵn vậy đó. Để tí nữa thì khi mà dự đoán á, thì người ta sẽ update vô cái vector này, chứ không có gì hết. Thì đây là cái câu lệnh mà Python làm vậy.
Thì khi mà nó tạo vector này thì người ta cũng define cái data type là bằng cái data type, tức là giống cái data type của cái ma trận, của cái vector y-trend. Vậy thôi, không có gì. Rồi, thì cái phần dưới nè, cái phần tiếp theo nè, đó là người ta sẽ lần lượt lấy từng cái hình ở trong cái bộ hình mà người ta cần dự đoán. Tức là lần lượt lấy cái hình đó ra. Ví dụ như trong cái x này là cái x mà cần dự đoán nè. Ví dụ như mình viết như vậy đi, x1 nè, x2 nè, đúng không? Này x100 nè. Trong cái ma trận lại là x nè, đúng không? Còn cái này là y predict. Có viết hơi xấu, các bạn thông cảm chút xíu ha. Thì đầu lần lượt là lấy từng cái ra, loop ở trong đó lấy từng cái ra. Lấy từng cái ra thì mình mới làm gì đây? Các bạn thấy nè, có phải là người ta sẽ lấy cái ma trận là X-trend, người ta mới đầu tiên á, người ta lấy cái hình nó ra trước nè, thấy không? X mà Y hai chấm. Chà, cái phần này nếu mà giải thích là hơi lâu, các bạn thông cảm nha. Nếu mà đó, thì bây giờ đây là ma trận X cần dự đoán nè, tức là các cái hình mà cần dự đoán đó có 100 cái hình đó, và mỗi cái chiều cũng là d bằng 30.000 đó. Vậy thì để mà lấy cái hình này ra thì lấy làm sao trong Python? Chính là dùng cái kiểu này nè, tức là lấy cái hình, ví dụ như hình thứ nhất thì lấy y bằng 1. À, xin lỗi các bạn, nếu mà đúng thì phải lấy theo cái số đếm là phải bằng 0. Và tất cả các cột thì ghi vậy nè. Nếu mà lấy cái hình thứ hai á thì sẽ là x1 tất cả các cột. Đến cái hình cuối cùng nè sẽ là x của là 99 tất cả các cột. Đó là khi đó mình sẽ lấy được cái vector x1, x2 hoặc x100 ra. Đó là chính là cái người ta làm ở đây. Với y chạy từ 0, tức là chạy từ 0 đến cái số lượng của cái hình ở trong cái ma trận, thì mình sẽ lấy cái hình ra. Sau đó là người ta mới lấy cái bộ dữ liệu huấn luyện đó, cái x-trend nè, người ta trừ nó. Tại sao là như vậy? Chỗ này mình giải thích các bạn luôn. Cái người ta đang làm là cái gì? Ok, vậy thì giả sử mình đang xử lý cái hình thứ nhất cho đang ở cái y bằng 1 đó, tức là giả sử mình đang cho ở cái vị trí là y bằng 0 trước đó. Vậy thì mình lấy cái hình ra, thì mình lấy cái vector này ra nè, đúng không? Lấy vector này ra nè. Đây chính là x 0. Rồi, cái mà người ta làm á, là người ta lấy cái ma trận x-trend ở trên á. Dù như mình gọi là ma trận cái này đi. Cái người ta đang làm nè là cái này là x-trend nè, tức là đang nói về cái ma trận mà khi mà mình thực hiện cái lệnh trend, mình lưu nó lại đây nè, cái x-trend này nè. Thì cái ma trận này á, nó cũng sẽ có d, tức là cái chiều dài của vector á, nó vẫn là bằng cái chiều dài vector bên đây, nên là cũng là d thôi. Nhưng mà trong cái bộ dữ liệu này nó có n là cái dữ liệu huấn luyện. Vậy thì cái người ta đang làm là người ta lấy cái ma trận này, ta trừ cho thằng này, đúng không? Đúng không? Có phải là người ta đang lấy cái ma trận x-trend, người ta trừ cho cái vector y, cái hàng thứ y trong cái vector trong cái ma trận x không? Để làm gì vậy các bạn? Thì ở đây nó mới dùng một cái gọi là Python, nó gọi là broadcasting. Đó là khi mà lấy một cái ma trận, nó trừ cho một cái vector mà hai cái này nó cùng độ dài. Nó cùng độ dài, tức là hai vector trong ma trận này và vector này nó cùng một cái độ dài là d á, thì Python nó sẽ tự động nó copy lên, để rồi mình có được hai cái ma trận cùng shape với nhau.
mà trong đó ma trận sâu là cái hàng nào cũng là cái vector x1 hết đó. Thì từ đó kết quả nó sẽ là kết quả của hai cái ma trận trừ nhau, hai cái ma trận cùng xếp trừ nhau, thì sẽ tương đương với việc là mình sẽ có một cái ma trận, tức là mình sẽ có một cái kết quả là từng vector ở trong bộ dữ liệu huấn luyện nó trừ cái vector của cái hình mà cần tính, cần dự đoán, đúng không? Hai ma trận trừ nhau mà, thì thằng cái hàng này nó trừ cái hàng tương ứng bên đây, và tương tự như vậy cái hàng thứ hai trừ cái hàng tương ứng bên đây, thì cái kết quả là mình sẽ có những cái vector gọi là x trend ở hàng thứ nhất trừ cái gọi là x1, tức là cái hình mà đang cần dự đoán, mình đang nói cái hình đầu tiên, đúng không? Tương tự cái hàng thứ hai sẽ là cái vector mà x trend là cái hình thứ hai và trừ đi cho cái hình thứ nhất, đúng không? Tương tự như vậy, ở đây là cái hình cuối cùng trong cái bộ dữ liệu huấn luyện là xn trừ cho cái hình thứ nhất. Thì như hồi nãy mình nói, vector khi mà cái bước ở trên là mình làm nè, như cái trước bước ở trên mình làm nè, khi mình lấy cái vector, mình muốn tính cái khoảng cách giữa cái vector A và vector B theo cái L1 distance, thì cái công thức nó là vậy. Công thức nó là vậy. Nhưng mà cái công thức này nó cũng có thể được giải thích theo kiểu khác luôn. Đó là nó sẽ là để mình nói rõ cho các bạn hiểu. Tức là giải thích theo một cái kiểu khác á, cái tổng này nè. Cái tổng này nè cũng có thể được hiểu là mình sẽ lấy vector A, mình trừ vector B trước, trong đó vector A là A1, A2, vector B là B1, B2. Thì hiệu của vector A trừ vector B thì sẽ là A1 trừ B1, A2 trừ B2. Thì mình cũng có một cái vector mà mình gọi nó là vector C đi, và vector C và hai cái phần tử của nó, hai cái tọa độ của nó là A1 trừ B1 và A2 trừ B2, đúng không? Để rồi mình tính cái A1 trừ B1 lấy giá tuyệt đối cộng A2 trừ B2 lấy giá tuyệt đối. Thật ra là mình đang tính là mình gọi nó là C1 đi ha, C1 và C2 đi. Thì tương đương là mình đang tính cái C1, giá tuyệt đối của C1 cộng giá tuyệt đối của C2, đúng không? Hay nói khác, nó chính là tổng của các phần tử của vector C, đúng không? Bằng 1 đến N. Đó. Thì dưới đây, cái mà người ta đang làm chính là đầu tiên người ta tính ra các cái vector C đó trước đó. Đây, giống như là cái vector C1 gì đó các bạn. Nó lấy vector x-trend thứ nhất trừ vector x1, đúng không? Rồi vector C2, đại khái ta trừ ra trước. Rồi đây ví dụ như là CN, đúng không? Thì sau đó thì người ta mới gọi là, mình hiểu tới đây trước rồi đó nha, là mình có được cái ma trận mà mỗi một hàng á là một cái vector, một vector hiệu. Rồi mình hiểu tới đây rồi, vậy thì tiếp theo người ta làm gì? Người ta lấy cái giá trị tuyệt đối, lấy cái numpy ABS này là absolute value ha, cái function của numpy giúp lấy giá trị tuyệt đối. Có nghĩa là ở đây, sau khi mà mình tính ra cái hiệu, đúng không? Cái hiệu của vector thứ nhất của cái bộ hình, tức là bộ hình mà huấn luyện đó, trừ cho cái hình mà cần dự đoán. Rồi cái kết quả thứ hai này á, đó là cái hiệu của cái hình thứ hai trong bộ dữ liệu huấn luyện trừ cho cái hình cần dự đoán. Tương tự như vậy. Thì người ta mới lấy giá tuyệt đối để mà tất cả cái phần tử ở trong đây, tất cả cái giá trị trong đây đều trở thành dương hết. Dành cho bạn nào chưa hiểu thì ví dụ như cái này nó sẽ có hình dạng thế nào. Nó sẽ giống giống gì nè.
cái hình đầu tiên mình nhớ không? Mình đã nhớ là mỗi một cái một vector này là cái hình trải phẳng, nhớ không? Cái hình trải phẳng, cái hình trải phẳng là cái giống vậy nè. Đó, mình tạm mượn cái này đi. Tạm mượn cái này qua đây đi. Đó. Thì cái ông x, cái ông x1 này nó cũng là cái hình mà trải phẳng ra, là cái hình còn dự đoán còn trải phẳng ra. Đúng không? Tất nhiên là mỗi vị trí là cái số nó khác nhau, nhưng mà cái hình dạng nó đều vậy hết, nó đều là có chiều dài là d hết. Đúng không? Nhưng mà cái đây là cái hình đầu tiên trong bộ dữ liệu huấn luyện là cái này. Còn cái này là cái hình mà cần dự đoán mà đã được broadcast ra thì nó giống như nó được duplicate ra nhiều lần vậy đó. Thì cái phép tính mà hai cái hàng này trừ cho nhau thì cơ bản là ví dụ như ông số này là 75 chẳng hạn. Ông này á đang là 20 chẳng hạn thì mình sẽ có một cái giá trị mới. Một giá trị mới mang giá trị là 75 trừ 20 là 55. Là ở đây. Vẽ cho trùng màu luôn cho nó đây. Là 55. Rồi ông này giả sử như ông là 30 chẳng hạn, rồi ông này giả sử là 10 chẳng hạn. Thì mình có cái thằng tiếp theo là 20. Tương tự như vậy. Đến thằng cuối cùng. Đến thằng cuối cùng ví dụ như đang là 100. Ở đây giả sử là 99. Thì cái thằng cuối cùng ở đây sẽ là 1. Thì cơ bản mình cũng có một cái vector. Hai cái hình, hai cái vector trừ nhau mình vẫn là vector, nhưng mà nó là vector hiệu giữa hai một cái vector trong bộ dữ liệu huấn luyện và một cái vector mà mình cần dự đoán. Mình vai trò giống như vector C mà nãy mình lấy ví dụ vậy đó, đúng không? Giống như vector C vậy đó. Là bằng vector A trừ vector B đó. Thì sau khi mà trừ nhau thế này thì nó có thể là có giá trị âm ở trong đó. Có một số nào đó có giá trị âm, nhưng mà thì người ta mới lấy giá trị đối xong đó, thì tất cả nó trở thành dương hết. Thì cái mình sẽ hiểu thế này nè. Mình đã đồng ý với nhau, chỗ này hơi lủng củng, các bạn cũng thông cảm xíu nha, hơi khó giải thích. Ví dụ như là mình cái này á, kết quả nó là cái hàng này nè, nó là một vector, đúng chưa? Cái này nó ra một cái vector. Thì cái hàng cái hiệu tiếp theo nó cũng là một cái vector luôn. Nó cũng là vector luôn. Cũng là vector luôn. Này là một vector, này là một vector. Đây là một vector. Để rồi cùng nhau nó làm ra một cái ma trận là ma trận hiệu. Ma trận hiệu của xtrend trừ đi cho x. Gọi x1 đi, gọi x1 broadcast đi. Nó cũng là một cái ma trận. Vậy thì sau khi mà lấy giá tuyệt đối xong. Chỗ này nó ghi hơi lộn xộn, có thể hơi khó hiểu. Thì mình cứ ở đây đi. Đó. Mình hiểu rồi thôi chứ không cần phải ghi quá rõ ràng ha. Rồi, vậy thì tiếp theo cái mà người ta làm nè chính là cái bước gọi NumPy sum với cái trục bằng 1. Chỗ này sẽ cần sự trợ giúp, một số bạn sẽ cần mình trợ giúp. Tại sao nó lại NumPy sum? Không, sum mà lại trục bằng 1 là sao? Thì nó vậy nè. Tạm thời mình xóa mấy này đi ha, tại vì các bạn hiểu cái khái niệm rồi ha. Sum cho NumPy nó sẽ tính tổng, đúng không? Ma trận này á, nó có mấy hàng? Nó vẫn có n hàng đúng không? Bởi vì như mình đã biết là n nè. Và bao nhiêu cột? Vẫn là d cột đúng không? Cái shape của nó vẫn là n nhân d. Bởi vì cái xtrend là n nhân d. Trừ cho vector này, cái vector này được NumPy broadcasting, tức là sẽ được replicate lên để nó thành ra cũng là n vector, để cuối cùng cũng thành một cái ma trận cũng là n nhân d. Để rồi trừ nhau thì mình vẫn có một cái ma trận là n nhân d. Và như nãy mình đã biết rồi, đối với cái shape á, thì nó sẽ cũng có cái index của cái shape, của cái dimension của cái shape đó. Thì đây là 0, đây là 1. Vậy thì cái phép mà sum với cái trục bằng 1 á, chính là việc mà mình sum qua, ví dụ như qua cái trục này nè. Bởi vì theo một cái quy tắc á, hàng là sẽ là axis bằng 0, cột á là bằng 1. Cho nên khi mà sum theo axis 1 có nghĩa là nó sẽ tổng các hàng lại là bao nhiêu.
hiểu không? Nó tổng mỗi mỗi cái giá trị trong cái hàng này lại để nó tính ra một con số mà mình có thể hiểu một cách dễ nhớ, đó là ví dụ như sum mà qua cái trục 1 á, thì mình vẽ cái trục 1 ra là cái đường dọc này, xong mình sum qua, tức là mình sẽ sum theo cái hàng, tức là tổng một hàng. Còn nếu mà mình không sum qua axis bằng 1, mình sum qua axis bằng 0 á, thì nó sẽ là tổng của cột. Ví dụ như mình có một cái ma trận mà 4 cột như thế này, mấy hàng thì không biết, nhưng mà nếu mình đến sum qua cái axis bằng 0 á, thì mình vẽ cái axis bằng 0 ra rồi mình sum qua nó, như vậy là có nghĩa là mình sẽ tính tổng của một hàng, tổng một hàng thành một số, tổng một hàng thành một số, tổng một hàng thành một số. Còn trong trường hợp này á, là mình sum nhưng mà axis bằng 1, như vậy thì mình vẽ cái trục bằng 1 ra nè. Thì theo quy ước axis bằng 0 là cái hàng, axis bằng 1 là cái cột, cho nên mình vẽ cái trục bằng 1 là cái đường dọc ra trước, và mình sum qua cái trục này có nghĩa là mình sẽ lấy tổng các phần tử trong cái hàng này. Rồi tương tự tổng các phần tử trong hàng này mình sẽ ra được một số, tổng cái phần tử của hàng chót này cũng ra được một số, đúng chưa? Vậy cuối cùng mình sẽ có được một cái vector có n, tức là vẫn có n hàng, nhưng mà chỉ còn có một cột thôi. Và các bạn có thể thấy được là người ta tại sao lại sum qua cái axis bằng 1 chưa? Qua cái trục 1 chưa? Thì bởi vì như mình nãy đó, mình có cái extrand 1 trừ cho x1 này nó giống như vector C, đúng không? Nó giống như vector C. Cái này nè, nó giống như một cái vector C mà hai cái phần tử, hai cái những cái thành phần của nó chính là hiệu, là hiệu tương ứng của thằng này trừ thằng này. Ví dụ như đây mình sẽ là một cái vector C có cái gọi là cái phần tử của nó sẽ là 75 trừ đi 20, thì ở đây mình ghi luôn rồi là 50, là 55. Đấy giá tuyệt đối luôn rồi đó. Rồi 30 trừ 10 20, 100 trừ 99 là 1. Tôi ghi màu này luôn đi. Như vậy thì khi mà sum qua cái axis, cái trục 1 á, thì mình sẽ tổng hết mấy số này lại. Thì tổng hết số này lại thì chính là mình làm cái công thức ở trên rồi đó, tức là mình đã gọi là lấy C1, không, giá trị tuyệt đối của phần tử thứ nhất của vector C cộng giá trị tuyệt đối của phần tử thứ hai vector C, tức là mình đang làm theo cái công thức này đó. Đúng không nè? Để mình ra được là cái khoảng cách giữa vector A và vector B. Có nghĩa là cái con số này nè chính là cái khoảng cách giữa cái vector đầu tiên trong cái bộ dữ liệu huấn luyện là cái vector này. Đúng không? Với cái hình mà mình cần dự đoán chính là con số này. Tương tự, sau khi sum cái này được con số nữa chính là khoảng cách giữa cái hình cần dự đoán với cái hình thứ hai trong bộ dữ liệu huấn luyện. Tương tự như vậy mình có n cái giá trị khoảng cách là thể hiện bởi cái vector này. Thì đó chính là cái ý nghĩa của cái hàng distance, cái dòng code này nè. Thì khi mình đã hiểu được vậy rồi đó, thì mình hiểu rằng cái distance này sẽ là một cái array, nó là một cái list. Đó, cái này chính là distance mà ở trong đây nó tính ra nè. Đúng không? Thì mình đã hiểu vậy rồi á, thì mình sẽ hiểu được cái dòng thứ hai là nó dùng cái function numpy argument min để nó lấy ra một phát một cái index. Cái mình muốn giúp các bạn là các bạn hiểu được. Bởi vì ở đây người ta làm theo cái kiểu rất là gọn, chỉ có 3 dòng code thôi. Đúng không? Với mỗi cái hình chỉ có 3 dòng code thôi, nó tính ra luôn là cái label mà dự đoán được bằng cái KNN. Đó. Như vậy thì mình đã hiểu tới đây là mình đã có được cái distance nè. Vậy thì qua cái dòng code thứ hai nè, mới dùng cái numpy argument min, bỏ cái distance này vô thì nó ra được cái min index. Hiểu sao? Thì hiểu tại sao mình nó lại như vậy. Đây. Hết sức bình tĩnh. Tại vì thật ra mình đang làm cái này á, trong quá trình mình làm cái assignment mình cũng thấy dễ. Thì mình tạm gọi cái này mình có cái tên là distance rồi. Ok. Vậy thì
việc mà người ta gọi NumPy argument min với cái distance này nè, chính là nó sẽ thực hiện cái phép là gọi là xem trong đây á, là cái ông nào mang giá trị nhỏ nhất thì lấy cái index của cái ông đó ra. Giả sử mình có những cái giá trị cụ thể của ông này, ví dụ như là 200 đi, lấy ví dụ nha, này ví dụ như là 1 đi, này là 30 vân vân, này là 500 chẳng hạn. Giả sử thằng này là nhỏ nhất nè, giả sử trong trường hợp này thằng số 1 là nhỏ nhất, mấy số ở những chỗ khác là lớn hơn hết. Như vậy thì cái function mà NumPy argument min distance này á, nó sẽ xác định được số 1 là nhỏ nhất và nó lấy cái vị trí của số 1 ra, tức là vị trí số 1. Ây chà, nếu mà ghi kiểu này dễ lộn á, được. Giả sử nó bằng 2 đi, tôi mới muốn cái sự nhập nhằng khó hiểu cho các bạn. Giả sử đây là số 2, đúng không? Cái giá trị mà tính ra là số 2 và số 2 vô tình nó là số nhỏ nhất ở trong đây. Vậy thì cái NumPy argument min của distance á, nó sẽ lấy index của cái thằng số 2 ra. Thì index thằng số 2 là số mấy? 0, 1. Có phải là n không? N trừ 1 không? Như vậy kết quả của này nó sẽ ra là bằng 1. Tức là lấy này ra nè. Nó không phải lấy thằng min ra, nó không phải lấy số 2 ra, mà nó lấy argument, tức là lấy cái index của cái thằng nhỏ nhất ra. Đúng không? Để rồi nó gán cho cái min index, thấy chưa? Tức là nó gán cho cái min index, tức là mình lấy cái index của cái ông nào có giá trị nhỏ nhất ra. Đó. Thì trong hợp này lấy được số 1. Vậy thì cuối cùng đơn giản quá rồi. Là mình đã có, ở trên là mình đã có cái label rồi, đúng không? Tương ứng với là tương ứng với mỗi một cái hình trong bộ dữ liệu huấn luyện nó có cái label. Đâu rồi? Đây. Nãy tôi gọi đây là y nè, nhớ không? Đúng không? Thì có nghĩa là tương ứng với mỗi một cái bộ dữ liệu trong cái bộ, tức là một cái hình ở trong bộ dữ liệu huấn luyện nó có một cái label, nhớ không? Như vậy thì bây giờ việc mình đã xác định được á, là cái khoảng cách mà từ cái hình mà cần dự đoán á, đến những cái hình trong bộ dữ liệu huấn luyện á, thì cái thằng nhỏ nhất á, chính là cái thằng nằm ở vị trí là vị trí của cái thằng này, và nó có cái index là 1. Vậy thì cái việc mà mình lấy cái label của đó ra thôi, tức là lấy label của cái hình đó, cái hình trong bộ dữ liệu luyện đó là bao nhiêu? Chính là mình lấy vector y, mình lấy ma trận y nè, đúng không? Và mình lấy cái index số 1 ra, tức là ông này nè, có phải vậy không? Do đó ở đây người ta mới là lấy cái y trend nè, các bạn thấy không? Chính là cái y nè, y trend, y trend nè. Đó. Và bỏ cái index vô, bỏ index này vô là mình sẽ có được cái label mà mình dự đoán, đúng không? Cho cái hình mà cần tìm. Đó. Và mình sẽ gán nó vô luôn cho cái vị trí thứ nhất của cái vector y prediction, tức là mình gán vô đây luôn. Nãy mình khởi tạo nó là một cái vector mà toàn số 0 á, nhớ không? Và bây giờ mình đang làm cho cái hình thứ nhất, nhớ không? Mình đang làm cho cái hình thứ nhất trong bộ dữ liệu. Thử ra mình có kết quả xong á là mình gán vô đây luôn, mình gán vô đây là bằng 7. Đó, bằng 7. Như vậy là cái hình đầu tiên á, nó là cái loại là số 7. Vậy số 7 nó tương ứng với cái hình nào? Thì có thể nó tương ứng với cái máy bay hay là cái xe tải gì đó, nhưng mình biết rồi đây là cái hình là cái nhãn mà mình sẽ dự đoán cho cái hình đầu tiên trong 100 cái hình cần dự đoán. Sau đó là bắt đầu mình đi xuống cái hình thứ hai. Mình xuống thứ hai rồi mình cũng làm tương tự như vậy, là cũng lấy ma trận trừ cho cái hình đó. Thì broadcasting nó cũng sẽ replicate lên, nó thành ra cái ma trận, rồi lại trừ nhau, rồi lại lấy absolute value, rồi lại sum qua axis 1, rồi lại lấy argument min để ra được cái index, rồi lại lấy cái index đó để mà lấy cái label tương ứng trong cái y trend ra, và mình sẽ gán nó cho là cái vị trí thứ hai trong cái y prediction. Mình đã cố gắng hết sức để mà giúp cho các bạn hiểu được là cái ba cái dòng code này nó làm cái gì. Để rồi nó chỉ chạy có một dòng thôi là nó đã thực hiện toàn bộ cái gọi là k-nearest neighbor algorithm. Để rồi kết quả là mình sẽ có cái y predict là một cái vector chứa label, đúng không? Chứa cái label của 100 cái hình mà mình cần dự đoán.
là cái loại gì. Ok, mình rất hy vọng là các bạn có thể hiểu được, có thể gọi là mình có thể giúp các bạn hiểu được. Các bạn nào không hiểu, các bạn nào mà đã hiểu rồi thì thôi, thì thông cảm. Còn bạn nào không hiểu thì hy vọng là mình qua cái lời giải thích vừa rồi có thể giúp các bạn hiểu được ba dòng code này. Tại vì cơ bản tí nữa khi mà mình làm cái phần assignment á, là cái phần bài tập á, mình cũng sẽ gặp lại. Và nếu mình đã hiểu được cái phần này rồi á, thì mình sẽ dễ dàng làm cái nhiệm vụ mà người ta giao cho mình. Ok không? Ok, cái phần vừa rồi nó hơi dài. Nói chung cái video có hơi dài thì các bạn cũng phải cố gắng. Bởi vì thay vì các bạn nghe trực tiếp cái bài giảng có thể mình không hiểu, mình cũng sẽ thấy nản, mình học không được, thì chẳng thà là nghe dài mình giải thích kỹ hơn chút xíu để các bạn hiểu được. Tại vì đây là những cái kiến thức, dù sao nó cũng là một cái khóa học mà của đại học Stanford, mà mấy cái người học ở trong cái khóa học này là sinh viên Stanford, cho nên là cũng phải mặc định cái trình của họ cao, cho nên là cái bài giảng của họ nói chung là họ cũng không đi những cái chi tiết, những cái cơ bản. Hoặc là dù sao người ta đã học khóa học này thì những khóa học trước á, về đại số tuyến tính, về toán, về Python người ta nắm rồi. Tuy nhiên là mình làm cái video này mục đích là làm sao để một người nào đó mà mới biết luôn, thậm chí mới biết Python luôn, thậm chí mới biết Machine Learning luôn, hoặc là chưa biết gì hết, cũng có thể hiểu hiểu. Thì nếu mà các bạn xem cái này mà hiểu hiểu, có nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể tự học Machine Learning. Bởi vì cái nội dung các bạn đang nhìn thấy á, nó chính là bài giảng cái khóa học của đại học Stanford. Mà Stanford đâu phải trường bình thường các bạn. Cho nên là nếu mà mình có thể hiểu hiểu được thì cũng có thể là mình thấy tự tin để mình muốn học cái này, mà mình sợ nó khó quá. Nhưng mà nhờ mình xem cái bài giảng của ông này, hoặc là không phải là bài giảng của ông này mà là cái sự hướng dẫn của ông này, thì mình thấy cũng có thể hiểu hiểu được. Vậy thì mình cũng sẽ bắt tay vô mình học. Ok, cái đó là điều rất là tốt. Thì đó, thì người ta ở đây cái phần note của mình ha, mà mình ghi chú thôi. Thì như nãy giờ mình chỉ với các bạn rồi đó, chính là người ta làm gì trong cái mấy dòng code này nè. Đó, với mỗi một cái hình mà cần test thì tìm ra trong cái bộ dữ liệu luyện đó, cái hình nào mà gần nó nhất thì lấy cái label của cái hình đó gán cho cái hình cần test. Đó. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà khi mà triển khai bằng Python ra này, nếu mình không hiểu, không hiểu mấy cái câu lệnh này nó làm gì á, mình cũng khó lắm, mình cũng thấy khó lắm đó. Không phải là đơn giản đâu, tại sao nó lại là NumPy ABS access bằng 1, rồi tại sao lại là dùng argument min, vân vân. Nói chung là đó là những cái mà mình có thể giúp nhau được. Rồi. Thế thì cái câu hỏi đặt ra đó là như vừa rồi mình mới làm, đó là thực hiện một cái việc dự đoán cho cùng lúc là nhiều hình. Cụ thể là num test nè, tức là đưa vào cho nó không phải một hình bảo nó dự đoán, mà đưa vào cho nó một cái tệp có 10 hình, 100 hình, 1000 hình để cho nó dự đoán ra một lúc, ra một cái vector có ra cái kết quả dự đoán của 1000 cái hình đó luôn. Thì câu hỏi đặt ra là với cái KNN này á, thì cái thời gian mà tụi nó dự đoán là lâu hay mau, bao lâu? Tại vì training á, lúc mà huấn luyện là thấy không có tốn thời gian rồi đó. Tại vì chỉ đơn giản là lưu cái bộ dữ liệu vô trong bộ nhớ thôi. Nhưng mà lúc dự đoán á, thì nó tính nhiều. Vậy thì nếu mà dự đoán N example á, thì nó cần tốn bao nhiêu thời gian? Thì cơ bản vì training chẳng có làm gì hết, cho nên nó là ON. Bạn nào học về computer science thì biết cái big O notation rồi ha. Tức là ý muốn nói là nó nhanh hay chậm. O1 trong training á, sẽ là chỉ là O1 thôi, có nghĩa là chỉ tốn một bước thôi. Dù cái bộ dữ liệu có lớn cái mấy thì cũng chỉ một bước một là lưu nó vô trong bộ nhớ thôi, chứ cũng chẳng cần phải làm gì hết. Là rất nhanh đúng không? Đúng không? Nhưng mà với prediction á, thì rõ ràng nè, các bạn thấy nè, cứ mỗi một cái hình trong bộ dữ liệu huấn luyện á, à xin lỗi các bạn, với mỗi một cái hình ở trong bộ dữ liệu mà cần kiểm tra đó, num test nè, thì mình sẽ phải tính mấy dòng code, đúng không? Coi như là mình phải tính một lần đi. Như vậy với 1000 cái hình cần kiểm tra thì mình phải tính 1000 lần, coi như là ba cái dòng code này là một bước tính đi. Như vậy thì cái lúc mà dự đoán á, nó là ON, có nghĩa là số lượng cái hình mà cần dự đoán mà càng lớn á, thì cái thời gian tính toán nó sẽ tăng tuyến tính theo cái số lượng cần dự đoán, thì nó là ON. Ok.
thì cái người dạy người ta mới nói là cái điều này là không ổn rồi, tại vì lúc huấn luyện thì nhanh nhưng mà lúc tính, lúc mà dự đoán thì lâu quá. Cái mà mình cần á, thì có thể là ngược lại, tức là mình cho phép lúc huấn luyện lâu nhưng mà khi đưa ra ngoài xài á, thì phải nhanh. Còn cái mô đồ này nó là làm ngược lại, huấn luyện thì nhanh trong khi lúc tính thì lâu là không được rồi. Khi mình đưa một mô đồ lên, mình đưa nó lên trên API hoặc là triển khai nó lên trên mobile chẳng hạn, lúc mà người ta xài, người ta đợi lâu thiệt lâu là đâu được, đúng không? Cái mà mình cần là ngược lại, huấn luyện lâu cũng được nhưng mà một khi huấn luyện xong rồi thì phải dự đoán nhanh, phải chạy trên chỗ lẹ đó. Thì rõ ràng đây là một cái nhược điểm của KNN, đúng không? Đó, this is bad. We want classifier that are fast as prediction nhưng mà slow for training is okay, đúng không? Ok. Rồi, thế thì cái kết quả mà khi mà mình dùng cái K-Nearest Neighbor Model này để mình thực hiện cái việc là phân tách, thì nó vẽ ra được những cái đường decision boundary như thế này đây các bạn. Đó, thì trên bức hình này á, trên cái biểu đồ này là những cái điểm khác màu đại diện cho những cái mẫu dữ liệu, những cái bức hình khác loại. Và sau khi được classify bởi KNN model thì nó có cái decision boundary là như thế này. Decision boundary ha, mình tạm gọi nó là đường phân tách ha. Thế thì mình có một số cái nhận xét, đó là rõ ràng là có một số chỗ thấy hơi kỳ lạ. Ví dụ như cái điểm ở trong đây, nó nằm ở trong cái đám màu xanh thì khả năng nó cũng là một điểm màu xanh, tức là cũng thuộc về cái class này, nhưng mà ở đây nó lại classify ra là cái điểm màu vàng, có vẻ là cái không hợp lý lắm, không đúng lắm. Rồi ví dụ như những cái hình dạng nhọn nhọn thế này mà người ta gọi nó là finger shape, nó giống như những ngón tay vậy đó, thì có vẻ nó không đúng lắm khi mà những cái điểm này có thể là nó thuộc về cái đám màu xanh này luôn. Vậy thì dẫn đến là thay vì hồi nãy giờ là mình làm theo cái phương pháp đó, là mình chỉ lấy ra một cái điểm mà gần nhất với một cái hình hoặc là những cái điểm mà mình cần dự đoán thôi. Tức là khi mình đưa một cái điểm mình cần dự đoán, một cái hình mình cần dự đoán, thì mình chỉ tìm ra là trong cái bộ dữ liệu huấn luyện á, là cái hình nào là nó giống với cái hình đó nhất theo cái thước đo là L2 distance, đúng không? Hoặc là L1 distance, như trong nãy giờ mình làm là L1 distance. Rồi thì mình sẽ lấy cái class hoặc là lấy cái label của cái điểm ở trong training set đó, cái điểm gần nhất đó, để mình gán luôn cho cái điểm mà mình đang cần dự đoán, cái hình mà đang cần dự đoán. Thế thì cái đó chính là KNN, K nearest neighbor, nhưng mà với K, với K đó là bằng 1. Thì như hồi đầu mình đã nói rồi, nếu mà mình lấy K bằng lớn hơn 1, ví dụ như bằng 3, bằng 5, bằng 10, thì cái kết quả sẽ là cái kết quả đồng thuận. Gọi là mình sẽ tìm ra 5 cái thằng gần nhất với cái điểm mình cần dự đoán. Thì mình xem trong cái 5 cái thằng gần nhất đó, cái class nào là số đông, thì khi đó là mình sẽ có cái KNN nhưng mà với K là lớn hơn 1. Do đó thì nó gọi là majority vote của K closest point. Thì mình chỉ việc là mình thử thôi, mình thử với những cái giá trị K khác nhau xem là cái kết quả nó sẽ như thế nào. Thì với K bằng 1 thì với hình dáng mình thấy có những cái finger shape ha. Đó, thì với K bằng 3 đó thì những cái hình dáng finger shape đó nó bắt đầu nó mất dần. Với K bằng 3 thì cái điểm này nó cũng không còn bị classify là thành cái vùng màu vàng ở trong đây nữa. Rồi với K bằng 5 thì rõ ràng là mình không còn thấy cái hiện tượng finger shape nữa, mà giống như là nó sẽ smooth hơn, nó sẽ mượt hơn, thay vì nó cứ lẩm chẩm như thế này, nó chia ly như thế này, thì bây giờ nó sẽ gọi là chung chung hơn. Nó sẽ bớt cái gọi là cái độ mà chia ly để tạo ra những cái hình finger shape như thế này. Rồi mình xem thử một số cái hình mà cái mô hình KNN này nó dự đoán ha. Đây, mình để ý cái hình của cái con ếch này nè, cái hàng tương ứng với cái hình con ếch nè. Tức là ở đây cái mô hình KNN á, nó sử dụng cái phương pháp mình vừa mới nói đó, để nó tìm ở trong bộ dữ liệu huấn luyện đó là những cái hình nào mà nó giống với cái hình con ếch này nhất.
mà giống ở đây á, mình nên nhớ rằng đang tính theo cái kiểu là L1 distance, tức là coi một cái hình ra một cái vector rồi dùng cái công thức L1 distance để xem thử là cái độ mà gần nhau giữa hai cái vector đó là bao nhiêu, là nhiều hết. Để rồi mình lựa ra là 1, 2, 3, 4, 5, 10 tấm là gần nhất với cái hình con ếch này. Thế thì rõ ràng mình nhìn sơ qua thì mình cũng thể thấy được là nó giống nhau chỗ nào. Nó không phải giống nhau ở kiểu là con ếch với con ếch như là mình hiểu, hoặc là cái mà mình đang muốn nó làm, mà nó đang tìm cách là, hoặc là nó đang coi cái sự giống nhau đó nó mang cái hơi hướng của cái hình dáng của cái gọi là cái dạng, cái hình dạng chung hơn. Bởi vì mắt người mình nhìn thấy dễ dàng, dù nó không được rõ lắm đúng không, mình không thể nhìn rõ được, nhưng mà với gọi là trí tuệ của con người đó thì mình nhìn ra ngay đây là con mèo. Nhưng mà mình cũng có thể hiểu tại sao là trong cái KNN này á, là máy tính nó thấy hai hình này giống nhau. Bởi vì cái thước đo L1 distance á, nó giống như nó chỉ rồi nắm bắt hai cái hình ở cái gọi là ở những cái vị trí, những cái hình dạng chung thôi. Mà nếu mà nó giống nhau ở cái những cái kiểu chung chung đó thì cái L1 distance nó sẽ nhỏ. Thì cái kiểu chung chung đó trong trường hợp này chính là ví dụ như mình thấy rằng hai cái tông màu của hai cái hình này nè, nó cũng gần nè. Một cái là cũng nâu nâu đỏ đỏ, một cái là cũng nâu nâu nè. Rồi nó đều có cái hình dạng giống như là một cái hình chữ nhật hoặc là một cái hình oval. Và nó đi từ góc bên trái mà ở dưới đi lên góc bên phải ở trên, đúng không? Nó hướng theo hướng này. Thì cái hình này cũng vậy, cái này nó cũng là một cái đám hình nâu nâu nhưng mà cũng xuất phát từ bên dưới ở phía bên trái và lên trên bên phải. Cái hướng của nó như vậy. Và xung quanh nó cũng là những cái khoảng trắng, đúng không? Do đó là nó cũng giống giống nhau, nhưng mà nó chỉ giống giống nhau ở cái tính chất là những hình dạng chung thôi. Thì đó chính là cái mà thằng KNN nó làm, là chỉ có vậy thôi. Do đó là nó xếp luôn là cái con mèo này vô trong cái ứng cử viên. Rồi mình thử xem có những cái loại nào mà nó sẽ sai nữa đây. Những con ếch này thì mô hình là nó cũng là kiểu ngồi hướng lên như vậy, và cũng cái nền trắng, cho nên là nó cũng là xác định được là những cái hình này giống hình con ếch này. Nhưng mà bên đây chúng ta lại thấy có một cái hình máy bay nè, rồi một cái hình cái xe hơi nè, kể cả cái hình cái tàu biển luôn, nó cũng xác định là giống giống cái hình này đó. Như vậy thì mình có thể có một cái mường tượng rằng là cái sự hạn chế của cái mô hình KNN này nó nằm ở đâu, đúng không? Thì rõ ràng cái sự hạn chế của nó nằm ở cái cách mà nó xác định hai cái hình giống nhau là như thế nào. Thì khi mà mình học qua những cái mô hình mà gọi là hiện đại hơn đó, như là sử dụng trí tuệ nhân tạo gì đó, xin lỗi các bạn, sử dụng cái gọi là neural network đó, thì mình sẽ thấy rằng cái cách mà nó xác định hai cái hình giống nhau nó khác. Nó có thể dựa trên những cái gọi là những cái tính chất, những cái đặc điểm riêng của con ếch. Ví dụ như là cái bàn chân, cái dáng ngồi, cái mắt, thậm chí là cái màu da nữa, chứ không chỉ là giống nhau theo như cái cách mà KNN nó đang xác định ở cái kiểu là cái hình dạng, cái gọi là những cái rất là chung, những cái mà nó rất là thô sơ. Thì từ đó nó sẽ thấy không thể nào mà KNN có thể giúp mình đạt được cái hiệu quả cao trong việc mà phân biệt hình ảnh được. Thì mình có thể hiểu một cách nôm na về những cái hạn chế của KNN là như vậy, đúng không? Rồi mà cái hình con ếch này đôi khi nó còn dễ đó, bởi vì nó cũng có cái phông tông màu trắng, cái background màu trắng. Còn với những cái hình khác, với những cái background phức tạp hơn, hoặc là những cái hình mà có nhiều chi tiết hơn á, thì nó còn sai bạo nữa. Đúng không? Ở đây là cái hình cái tàu biển, nhưng mà nó xác định ra nè, có cả con chim ở trong đó, có cả xe hơi nè, có cả xe cứu hỏa nè. Hoặc là cái con đà điểu này thì có cả ngựa, có cả mèo, có cả chim, có cả chó luôn. Có nghĩa là mình sẽ hình dung được cái mô hình KNN này nó có những hạn chế. Và tuy nhiên thì như lúc đầu cũng đã nói, nó giống như một cái base level vậy đó, một cái mức cơ bản mà để rồi mình dựa vào đó, mình nhìn vào nó khi mà mình phát hiện chuyển những cái mô hình mà nó
mạnh hơn như những mô hình mà tuyến tính hoặc là sử dụng neural network, thì mình sẽ thấy được rằng là những cái mô hình sâu nó mạnh hơn, nó sẽ vượt xa hơn so với cái base level này ở mức nào. Rồi, mà ở đây người ta mới nói thêm là mình có thể sử dụng những cái công thức tính distance khác, tính khoảng cách khác giữa hai vector. Như hồi nãy giờ là mình đang tính dựa trên là Manhattan distance hoặc lại là một distance, thì mình đã giải thích cho các bạn rồi. Thì ngoài ra nó có thể dùng là L2 distance hoặc có tên là Euclidean distance. Thì cái công thức này dành cho bạn nào chưa biết thì nó cũng chỉ đơn giản, nó chỉ hơi khác chút xíu. Đó là thay vì mình có thay vì mình tính vector, ví dụ như vector A đây, đúng không? Như nãy mình mới cùng nhau xem thử cách tính L1 distance. Thì nó là cái này, chắc các bạn còn nhớ ha. Đó là tổng của đoạn này và đoạn này. Thì cái L2 distance đó, nó là giá trị của đoạn này, là của cái cạnh huyền của tam giác vuông này. Thì do đó cái L2 distance này sẽ được tính bằng, như mình đã biết rồi, cái đây sẽ là A1 B1, cho nên cái đoạn này sẽ là A1 trừ B1. Đây là A2 B2, cho nên đoạn này sẽ là A2 trừ B2, lấy giá trị tuyệt đối. Như vậy thì cái đoạn mà L2 distance này sẽ là bình phương của cạnh huyền, đúng không? Nó sẽ là căn bậc 2 của là cái A1 trừ B1, giá trị tuyệt đối bình phương, hoặc không có giá trị tuyệt đối, bình phương cộng A2 trừ B2 bình phương. Đó chính là L2 distance. L2 distance giữa vector A và vector B. Mình cũng có thể ghi thành là căn bậc 2 của một cái tổng, đúng chưa? Và tổng đó là AI trừ BI bình phương với I chạy từ 1 đến N. Thì đó chính là L2 distance. Cũng đơn giản. Thế thì cái câu hỏi đó là mình nên sử dụng L1 distance hay là L2 distance? Thì cái câu trả lời của cái người dạy đó, cái người TA này đó, đó là nếu như mà những cái feature của vector đó, nó có những ý nghĩa cụ thể và mình coi trọng những cái ý nghĩa cụ thể đó thì mình sẽ dùng L1. Còn nếu như những feature vector đó, mà nó không có những cái ý nghĩa cụ thể mà nó mang tính trừu tượng hơn á, thì mình chỉ dùng L2 cũng được. Nhưng mà cơ bản á, là L1, L2 nó cũng là xem nhau thôi. Và lúc mình làm á, thì mình nên thử cả hai, xem cái nào nó tốt hơn. Thì cái ý nghĩa mà ông nói khi mà cho rằng cái ý nghĩa cụ thể là như thế nào thì mình dùng L1 á. Đó là ví dụ như mình có một cái bài toán là mình training một cái mô hình, mình sử dụng mỗi mẫu dữ liệu là một cái căn nhà để mình train một cái bài toán dự đoán ra giá trị của căn nhà. Vậy thì mỗi một cái feature ở đây sẽ là một tính chất của ngôi nhà, ví dụ như là diện tích, chiều dài, chiều rộng, số phòng, vân vân. Thì mỗi một feature nó có một ý nghĩa cụ thể, và vì vậy mình nên dùng L1 distance. Tuy nhiên nếu như mà ở trong trường hợp này là mình đang sử dụng gọi là một cái hình ảnh, và mình đại diện cái hình ảnh đó bởi một cái vector mà mình trải dài những cái giá trị của cái ma trận hình ảnh đó ra thành ra một cái vector, thì mỗi một cái feature chính là một giá trị của cái vector đó. Thì trong trường hợp này, mỗi một giá trị của trong cái vector đó nó chỉ là giá trị của tại một cái pixel, do đó nó không có mang một cái ý nghĩa cụ thể nào cả. Tổng hòa lại hết đó, thì nó tạo ra một cái bức hình, nó có một cái nội dung, nhưng mà riêng từng pixel đó, nó không có gắn với một cái feature nào hoặc là một cái ý nghĩa cụ thể nào. Do đó trong trường hợp này mình có thể dùng L2 distance. Nó là như vậy. Thì nhưng mà cơ bản là mình cứ thử cả hai. Thì ở đây mình có thể thấy là với L1 distance thì cái decision boundary nó ra như thế này. Và với L2 distance thì nó cũng không khác gì mấy. Với K bằng 1 thì nó đều có cái dạng là finger shape ha. Bên nào nó cũng có cả. Và nó cũng không khác nhau mấy. Ok. Thì đó, người ta nói là mình nên thử cả hai, xem thử là cái nào nó tốt hơn. Rồi.
Rồi tiếp theo là mình nói về một cái gọi là hyperparameters. Thì dành cho bạn nào chưa biết, thì trong học máy á, thì mình sẽ rất là hay gặp cái gọi là parameters. Đó là những cái thông số của một cái mô hình khi mà nó học, khi mà nó được huấn luyện, thì nó sẽ phản ánh cái kiến thức của nó vào những cái parameter này. Nó sẽ thay đổi, trong quá trình huấn luyện nó sẽ thay đổi những cái parameter này. Nó sẽ cập nhật cái giá trị của parameters để dần dần nó tìm ra được cái bộ thông số giúp cho nôm na là cái dự đoán của nó là chính xác nhất. Thì ở trong cái mô hình đầu tiên này, cái KNN ấy, nó không phải là một parametric model, cho nên mình không thấy nó có thông số. Mà ngay trong cái mô hình tiếp theo mà khi mình học về cái linear model thì mình sẽ thấy một cái có thông số như vậy. Nhưng mà khi mà người ta nói đến hyperparameter đó, thì là những cái mà mình sẽ phải chọn. Tức là mình là những người phát triển mô hình đó, mình phải chọn, mình phải thử. Ví dụ như K hồi nãy, cái K này nè, mình thử nhiều cái giá trị K khác nhau đó để mình xem là cái nào là tốt nhất. Rồi L1 distance hoặc là L2 distance là mình cũng phải thử đó, mình cũng phải chọn một cái. Vậy thì việc mình chọn nó như thế nào, đúng không? Mình dựa vào đâu để chọn? Thì cái chuyện này người ta nói rằng mình phải thử thôi. Tức là mình không có cách nào khác hết. Mình không có một cái công thức nào để mà hướng dẫn mình tính ra những hyperparameter này đâu. Mà mình phải thử. Tức là với mỗi một lần thử, là với giá trị K, hoặc là với giá trị của với cái cách chọn của L1 distance hoặc là L2 distance, thì mình train model lại rồi mình xem cái performance của nó trên cái bộ dữ liệu huấn luyện, rồi xem cái performance của nó trên bộ dữ liệu kiểm tra là như thế nào, để mình chọn ra cái bộ hyperparameter tốt nhất. Tuy nhiên ở đây nó sẽ có một cái vấn đề. Đó là nếu như mà mình dùng cái bộ dữ liệu huấn luyện á, để mình kiểm tra cái độ hay là tốt xấu của những cái giá trị hyperparameter đó, thì mình sẽ bị sai. Ý muốn nói là khi mà mình muốn thử K bằng 1 hoặc là K bằng 2 là tốt á, thì mình không thể chỉ đơn giản là mình chọn K bằng 1 rồi mình huấn luyện mô hình xong rồi mình dùng cái gọi là training error hoặc là training accuracy, tức là cái hiệu suất của model trên bộ dữ liệu huấn luyện, để mình so sánh xem là với K bằng 1 thì nó tốt hay là với K bằng 5 thì nó tốt được. Rồi, bây giờ mình lấy một cái ví dụ cho dễ hiểu nè. Giả sử mình phân vân giữa K bằng 3, K bằng 5 và K bằng 7. Đó, đây là những cái hyperparameter đúng không? Mình muốn xem thử là thằng nào là thằng tốt. Vậy thì bây giờ mình lấy K bằng 3, mình đem huấn luyện nó, huấn luyện mô hình với K bằng 3 và mình ra được cái G trend. Giả sử là nó bằng 0.5 đi. Rồi, mình lại thử với K bằng 5. Mình đem huấn luyện và mình xem thử là khi huấn luyện xong, cái J-train này nó đạt được là 0.3. Tiếp tục với K bằng 7, mình thấy J-train này nó đạt là 0.4. Vậy thì mình kết luận là với K bằng 5 thì mình sẽ chọn nó. Thì mình làm như vậy thì nó sẽ sai nha các bạn. Nó sẽ sai là bởi vì nếu mình chọn K bằng 5 á, dựa trên cái training error đó, đúng không? Hoặc là ở đây là cái training cost đó, hoặc là cụ thể mình nói nôm na chính là cái sai số trên bộ dữ liệu huấn luyện đó, thì vô hình chung mình đang chọn một cái giá trị K mà đại khái là nó chỉ làm tốt ở bộ dữ liệu huấn luyện thôi, chứ chưa chắc là nó là giá trị K mà sẽ làm tốt ở cái bộ test dataset. Lại y như cái việc là mình muốn huấn luyện một cái mô hình mà có cái gọi là cái sai số ở trên bộ dữ liệu huấn luyện là thấp, nhưng mà đó không phải là cái mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng là mình phải dựa vào cái việc là mô hình nó có sai số trên cái bộ dữ liệu huấn luyện thấp, nhưng mà khi mà đem nó ra cho bộ dữ liệu kiểm tra nó cũng phải có sai số thấp. Thì ở đây cũng tương tự như vậy, nếu mình chọn K chỉ dựa vào sai số trên bộ dữ liệu huấn luyện thì rất có thể cái K này chỉ là cái mà khiến cho cái bộ dữ liệu huấn luyện nó có sai số thấp thôi, chứ thật ra nó không phải là cái mà khi mà đem qua bộ dữ liệu kiểm tra nó có sai số thấp, đúng không? Do đó là không dựa trên bộ dữ liệu huấn luyện để mà so sánh các K với nhau được. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình lại dùng cái test set để mình hyperparameter tuning luôn cũng được luôn, bởi vì nó có một cái nguyên tắc là cái test set mình chỉ để dành cuối cùng thôi, khi nào mình huấn luyện mô hình đã đời xong rồi mình
có được giá trị hyperparameter là tốt nhất luôn, thì mình mới đem hết những giá trị đó mình test lại lần cuối trên cái test set, thì mình đem mình công bố ra cho người ta biết rằng à, cái mô hình của tôi nó đạt cái performance như thế này. Chứ nếu mà mình dùng test set để mà mình hyperparameter tuning á, thì rất có thể những cái giá trị hyperparameter đó nó chỉ làm việc tốt ở trên cái test set thôi, chứ chưa chắc là nó đem ra ngoài nó gặp những cái mẫu dữ liệu mà nó chưa từng được thấy, kể cả dữ liệu luyện, kể cả cái test set, thì nó cũng đạt performance tốt như vậy. Thành thử ra là giống như là mình phải có thêm một cái bộ dữ liệu nữa để mà dành riêng cho vấn đề là hyperparameter tuning, thì nó gọi là validation data và validation set. Đây, cho nên người ta mới nói đây nè. Idea thứ nhất là mình dùng cái bộ dữ liệu, tức là mình không có chia ra là test set gì hết, toàn bộ dữ liệu luôn để mà hyperparameter luôn, thì nó sẽ luôn luôn chọn là cái giá trị hyperparameter nào mà nó đạt cái performance tốt nhất trên training set, nhưng mà chưa chắc là tốt ở những cái bộ dữ liệu mà nó chưa từng gặp. Cái ý tưởng thứ hai á, là mình lại chọn bộ parameter dựa trên là test set, thì lúc đó mình lại cũng không biết chắc được là với dữ liệu mới đem ra ngoài mà hoạt động á, đưa ra ngoài phục vụ khách hàng chẳng hạn, thì nó có tốt hay không. Thành thử ra cái test set là cái thứ mà mình để dành cuối cùng để mình có thể ước lượng được là giả sử đem ra ngoài phục vụ khách hàng thì nó đạt performance như thế nào, thì cái test set là cái thứ mình không đụng tới. Chứ nếu mình còn đụng tới á, rất có thể là nó sẽ bị gọi là overfit với cái test set. Vậy hình dung không, mình phải giống như là mình phải để dành một cái bộ dữ liệu mà mình không có đụng chạm gì trong quá trình mình làm hết á, không có dựa trên cái bộ dữ liệu đó để mà chọn bất cứ cái gì đó, để mà mình cuối cùng mình có thể dùng nó để mình ước lượng rằng là à, bây giờ tôi deploy ra ngoài thì cái model nó sẽ có cái performance thế nào. Thì cái bộ test set là mục đích là để dành cho cái chuyện đó. Do đó là mình sẽ phải có một cái bộ validation set. Thôi tóm lại á, là nói vậy nè, mình có bộ training set đúng không, thì thường là nó sẽ cái bức tranh nó sẽ này, mình sẽ chia làm 3 phần. Một phần cho test set để dành, không đụng tới, khi nào mà huấn luyện mô hình xong, khi nào mà chọn parameter xong thì mình mới đụng tới, mình kiểm tra nó lần cuối, mình công bố ra thôi, để mình dùng cái giá trị công bố đó mình ước lượng rằng model mình deploy ra ngoài sửa thì nó sẽ có performance thế nào. Rồi còn cái bộ còn lại, mình lại chia ra một phần nhỏ nữa, mình để làm validation, gọi là validation set. Vậy thì cái bộ huấn luyện training set á, sẽ dùng để huấn luyện ra cái parameter, đúng không? Còn validation set á, thì dùng để mà hyperparameter tuning. Vậy thôi. Và tất nhiên là sẽ có những cái tỷ lệ chia với dữ liệu lớn á, thì nó khác, dữ liệu nhỏ nó khác. Thì nói chung là cái việc mà chia thế nào á, nó sẽ có những cái kinh nghiệm, cũng như là có những cái cách thức mà người ta hay dùng. Với bộ dữ liệu lớn thì đôi khi là chỉ cần một phần nhỏ của cái bộ đó là vẫn đủ để mà làm cho cái việc là test hoặc là validation rồi. Nhưng mà nếu một bộ dữ liệu nhỏ đó thì mình lấy một phần nhỏ của bộ dữ liệu nhỏ nữa thì thành ra là nó không đủ để mà kiểm tra, cũng như không đủ để mà validation. Dẫn đến là phải có mấy cái chiến lược như sau đây, nó gọi là K-fold cross validation. Thì cái này đại khái là ví dụ bộ dữ liệu lớn thì không nói làm gì rồi, đúng không? Ví dụ mình có 1 triệu cái bức hình để mà huấn luyện mô hình đi, thì 1% của 1 triệu thì là bao nhiêu rồi? 1% của 1 triệu thôi thì đã là 10.000 cái hình rồi. Thì 10.000 cái hình là dư sức để mà test hay là validation rồi. Nhưng mà giả sử có 1.000 cái hình thì 10% của 1.000 cái hình thì cũng chỉ có 100 cái hình, nó ít quá. Dẫn đến là bây giờ mình phải có cách khác. Thì thay vì chia ra thêm một bộ validation á, thì tất nhiên là test set mình vẫn giữ riêng ra rồi, đúng không? Ví dụ như mình có 10.000 cái hình, bây giờ bỏ 1.000 cái hình ra để là test không đụng tới. Còn 9.000 cái đó, thì nôm na là vậy nè, mình sẽ chia nó ra thành 9 phần. Làm 9 phần. Hoặc là như đây là người ta chia làm 5 phần. Thì cơ bản là cứ lấy 4 phần để huấn luyện và validate trên cái phần thứ 5. Các bạn hình dung không? Tức là mình sẽ làm gì nè? Mình sẽ huấn luyện mô hình trên 4 phần. Rồi mình dùng cái phần thứ 5 để mà mình hyperparameter tuning, để mình tìm cho ra được một cái bộ tốt nhất. Tiếp theo á,
Cái lần thứ hai á, mình lại huấn luyện trên 4 phần, nhưng mà 4 phần khác. Để rồi mình lại hyperbarometer tuning với cái phần thứ tư, lần này là cái phần này. Làm đi làm lại nhiều lần như vậy, mình xem thử là cái giá trị hyperbarometer thì tốt nhất là bao nhiêu. Đó nôm na là vậy thôi. Thì kết quả nó sẽ là như vậy nè. Ví dụ như trong bài toán này á, thì mình sẽ tìm được cái giá trị K tốt nhất là khoảng bằng 7. Bởi vì khi mà K nó lớn dần á, từ 0 lên 7 á, thì mình thấy rằng cái trục bên đây chữ hơi mờ, nhưng mà đại khái là cái validation accuracy đó, tức là cái performance trên cái bộ validation set đó. Tại vì mình chọn giá trị của hyperparameter là mình dựa trên đâu? Dựa trên performance của nó trên validation set. Đúng không? Cho nên là mình sẽ xem thử là với những giá trị K đó thì cái validation set performance nó bao nhiêu. Thì ở đây người ta thấy rằng nó tăng lên đến khoảng 7 là nó bắt đầu thêm K càng lớn nữa thì performance lại giảm đi. Thử ra chọn K bằng 7. Các bạn hiểu cái chỗ mà cross validation này không? Bây giờ mình khoan, nếu mà chưa hiểu thì bây giờ khoan nói về cross validation đi. Thì mình xem thử là cái việc validation đó là mình dùng như thế nào. Thì validation có nghĩa là sao? Bây giờ mình vẫn lấy bộ này mình train cái model đúng không? Nhưng trong quá trình mình train model là mình phải chọn một giá trị K bằng bao nhiêu? Giá trị hyperparameter đó. Vậy thì mình train model với K bằng 1. Mình lần đầu tiên mình train model với K bằng 1. Rồi, mình lấy cái bộ parameter đó đó. Mình test trên cái validation. Mình xem performance bao nhiêu. Giả sử được là 70%. Ok. Lần thứ hai mình chọn lại K bằng 3. Mình train model lại. JConvert train model xong, lấy cái parameter đó kiểm tra trên validation, thì lần này thấy cái performance nó đạt được là 80%. Rồi, lần thứ 3 mình chọn K bằng 5, huấn luyện mô hình, convert cái J về cực tiểu, nghĩa là train huấn luyện xong, lấy bộ parameter đó huấn luyện trên validation, test trên validation set, thì thấy lần này performance đó, nó là bằng 85%. Rồi, làm một lần nữa, lấy K bằng 7, làm như vậy, kiểm tra validation, thấy cái performance nó lại giảm xuống. Như vậy kết luận là lấy K bằng 5 là ok. Có nghĩa là mình vẫn train model trên training set, nhưng mà sau đó mình lấy cái parameter đó, lấy cái model với cái parameter mình đã huấn luyện xong đó, mình kiểm tra cái performance nó trên cái validation set, để rồi mình xem thử cái bộ giá trị K nào, cái parameter, cái hyperparameter nào mà nó có cái validation performance là cao nhất thì mình giữ. Thì tương tự như vậy với cross validation cũng vậy thôi. Ví dụ, lần đầu tiên mình huấn luyện trên bộ 1, bộ 2, tức là phô 1, phô 2, phô 3, phô 4 với K bằng 1. Rồi, kiểm tra nó trên cái phô 5 để mà xem cái validation performance là bao nhiêu. Rồi, lần thứ 2 cũng K bằng 1, nhưng mà huấn luyện trên bộ 1, bộ 2, bộ 3, bộ 5 và xem thử performance trên cái phô 4 là bao nhiêu, đánh dấu lại. Lần thứ 3 huấn luyện cũng với K bằng 1, mà phô 1, phô 2, phô 4, phô 5 và kiểm tra trên cái phô 3, đánh dấu lại. Thì mình trung bình 3 thằng lại thì mình có được cái performance của validation set mà với K bằng 1. Rồi, tiếp tục mình làm lại, nhưng mà K bằng 3, huấn luyện trên phô 1, phô 2, phô 3, phô 4, kiểm tra trên phô 5 xem performance bao nhiêu. Rồi, cũng với K bằng 3, huấn luyện lại trên phô 1, phô 2, phô 3, phô 5 và kiểm tra trên phô 4 xem performance bao nhiêu. Lần thứ 3 cũng với K bằng 3, huấn luyện trên phô 1, phô 2, phô 4, phô 5 và kiểm tra trên cái phô 3 xem cái performance là bao nhiêu, trung bình lại thì mình có được cái validation performance của cái K bằng 3. Rồi làm như vậy với K bằng 5, K bằng 7, xem thử cái nào nó có cái validation performance cao nhất thì giữ. Vậy thôi. Thì chú ý đây là chỉ dành cho small dataset thôi, chứ mà dữ liệu lớn thì cũng cần phải gọi là K-fold cross validation. Và thường là với thời đại của deep learning hiện nay thì rất nhiều dữ liệu, cho nên là nó cũng không còn quá phổ biến nữa. Rồi, tiếp theo cái slide này đại khái là ông nói là mình học cái KNN cho vui, thế thật ra là không bao giờ mà xài hết đó. Bởi vì rõ ràng là nó rất là chậm. Nó chậm ở đây là gì? Lúc quá trình inference đó, nó phải rất là lâu. Quá trình inference nó lần lượt nó phải lấy cái hình ra, nó so với tất cả cái hình khác cho bộ training set, rồi mới tìm cho ra cái thằng nào mà gần nhất. Thì thực sự ra là nó không có khả thi hoặc là không hiệu quả về mặt thực tế. Bởi vì mình cần là nó huấn luyện có thể lâu, nhưng mà một khi huấn luyện xong rồi á, thì cái việc mà nó dự đoán phải nhanh. Còn thằng KNN này là ngược lại. Rồi, một cái nữa đó là việc mà nó sử dụng
cái L1 distance hay L2 distance trong cái thuật toán hoặc trong cái cách làm của nó, nó khiến cho nôm na là không có đánh giá được chính xác. Ví dụ như ở đây nè, cái anh TA á, ảnh thay đổi chút xíu, ví dụ như nè, cái hình gốc là cái cô gái này đúng không, ảnh lại thay đổi cách một chút xíu theo một cái phương thức nào đó mà ảnh che đi, nói chung là bôi ba cái ô đen này, hoặc là shift một chút xíu, hoặc là thay đổi cái màu một chút xíu, thì bằng một phương thức đặc biệt nào đó nha, thì cơ bản ba cái hình này á, lại nó có cùng một cái L2 distance với cái hình gốc. Thì ý muốn nói là cái L2 distance á, nó không có phát huy cái hiệu quả trong việc mà đánh giá những hình là nó gần nhau hay là giống nhau hay không. Thì một hiểu nôm na là vậy đó, nó không biểu thị tốt cho việc hai cái hình giống nhau hay khác nhau về mặt nội dung. Cũng như là hai cái hình này sửa nó đi như vậy mà nó vẫn nhìn gọi, tức là nó vẫn là xác định là giống, tức là xác định cái L2 distance bằng không thì thật là vô lý. Giống như là cái khoảng cách giữa cái hình này với cái hình gốc nó vẫn bằng cái khoảng cách của cái hình mà shift đi một xíu, tức là nhích qua một pixel so với hình gốc, hoặc là cái hình gốc này sửa đi cái tông màu của nó, mà bây giờ cuối cùng cái distance giữa ba cái hình box với original, shifted với original và tint original là đều bằng nhau hết. Đây nè, người ta nói là ba cái hình đều có cùng một cái L2 distance với cái hình bên trái, thì điều đó cho thấy rằng cái là cái L2 distance nó không ổn lắm trong cái việc mình đánh giá cái việc mà cái hình này cái giống hình kia. Thì ý nó vậy đó. Rồi cuối cùng là mình qua một vấn đề nữa, nó có cái tên gọi là The Curse of Dimensionality. Nói chung là những slide cuối này người ta chỉ lướt qua thôi. Thì nôm na nó vậy nè, thì đại ý là vậy nè. Người ta nói là với để cho cái cách làm hoặc là của cái Kanban mà nó hoạt động hiệu quả đó, thì nó yêu cầu cái không gian vector nó phải lấp đầy những data point. Lấp đầy có nghĩa là ví dụ như ở trong ba cái hình này nè, với dimension bằng 1 chỉ cần 4 điểm thôi thì nó xếp như thế này, là mình thấy 1, 2, 3, 4. Rồi qua cái dimension 2 á, thì cái số điểm để mà lấp đầy cái khoảng cách, tức là cái ô vuông này nè, tức là với dimension bằng 1 thì trong một không gian mà giả sử có bề rộng bằng 4 thì chỉ cần 4 điểm lấp đầy thôi. Nhưng trong cái không gian mà 2 chiều á, cũng có bề rộng bằng 4 nhưng mà có thêm 2 chiều, thành ra là bề rộng bề dài, thì phải cần tới 16 điểm thì mới lấp đầy được cái không gian đó. Qua cái không gian 3 chiều vẫn là mỗi chiều bề rộng bằng 4, vậy thì nó cần tới 4 mũ 3 là bao nhiêu? 4 mũ 3 là 64 điểm nó mới lấp đầy cái không gian này. Thì ý muốn nói giả sử cái không gian nó là 1 triệu dimension, giống như việc mà mình đang nói trong cái phương thức này, trong cái bài này mình đang làm việc với những vector mà cái bề dài, bề rộng có thể 1.000 nhân 1.000 nhân 3 nữa, từ cái vector nó có thể là 3 triệu dimension chứ không phải là 1 triệu nữa, thì cái không gian nó rất là trống trải. Có nghĩa là để mà lấp đầy được cái không gian đó, nó phải cần có một số lượng dữ liệu khổng lồ nó mới lấp đầy được. Giống như ở đây nè, cái việc mà có 3 chiều mỗi chiều vẫn bằng 4 thì nó cần phải có 64 cái điểm nó mới lấp đầy được không gian này. Như vậy giả sử mà là 3 triệu dimension đó, thì nó sẽ phải là con số rất là lớn dữ liệu, tức là số lượng điểm phải rất lớn nó mới lấp đầy được không gian đó. Thì để mà lấp đầy được không gian đó thì cái KNN nó mới hoạt động tốt được. Thì ý muốn nói đây là khi mà số lượng dimension nó rất lớn như vậy thì khi vẽ những cái data point lên không gian vector rất lớn đó thì nó rất là trống trải. Mình hiểu một cách nôm na giống như là bây giờ để mà sử dụng cái Kanban thì rõ ràng là mình phải cái tên của nó, hoặc là cái như bữa giờ mình biết đó là mình dựa cho những cái thằng gần nhất của nó luôn, dựa cho những thằng hàng xóm gần nhất, K nearest neighbor mà. Vậy thì trong cái không gian mà muốn gọi là tìm một cái thằng hàng xóm mà cái không gian nó quá rộng đi, nó quá trống đi, thì rõ ràng đâu hiệu quả đâu. Ví dụ như một xóm mà ở đông đúc với nhau, nhà này san sát nhà kia, thì ví dụ như muốn tìm 10 anh hàng xóm thì nó cũng dễ, đúng không? Chỉ cần đi qua hàng xóm, bước qua đường cái, hoặc là bước qua bên nhà cái là có một hàng xóm liền. Nhưng mà ở trong cái không gian mà quá trống trải đi, cả một xóm đó có mấy nhà nhưng mà bây giờ phân bố rải rác trên cả một cái diện tích cả 100 km vuông đi,
nhà ông này cách nhà ông kia xa ơi là xa đi, thì rõ ràng là bây giờ đi kiếm 10 ông hàng xóm thì rất là cực. Mặc dù là cũng hàng xóm, cũng là nearest, nhưng mà bởi vì không gian nó quá trống trải đi, thế nên mà kiếm 10 ông mà nearest nó cũng mệt luôn. Thì cái ý một cách hiểu nôm na là chính như vậy đó. Hiểu nôm na chính là Kanan mà muốn hoạt động tốt thì nó cái không gian nó phải lấp đầy cái data point. Phải đông đúc hơn. Chứ còn mà không gian trống trải như vậy thì rất là khó mà lấp đầy. Khó mà hoạt động tốt được. Thì mình hình dung như vậy. Thế thì ở đây là mình đã kết thúc cái những cái slide về K-Nearest Neighbor, về một cách summarize lại, tức là tổng kết lại á, thì với cái cách này đó là mình sẽ phải gì? Mình sẽ dự đoán một cái hình đúng không? Hoặc là một cái mẫu dữ liệu mới đi, dựa trên cái loại của mấy thằng gần nhất, mấy thằng hàng xóm gần nhất. Thì K là hypermonitor thì có thể phải dùng cái validation set để mà chọn. Còn cách hoạt động thì mình cũng đã biết rồi. Cơ bản là huấn luyện nó chẳng có làm gì cả, nó chỉ lưu, nó chỉ nhớ toàn bộ training set. Để rồi lúc mà make inference đó, lúc mà dự đoán đó, thì nó cứ lần lượt nó lấy cái hình, nó so với tất cả những hình khác trong training set, và nó tìm ra 10 cái hình giống nhất, rồi nó lấy 10 hình giống nhất, nó lấy label của 10 cái hình đó, để mà nó kết luận ra cái loại của cái hình mà cần dự đoán. Thành thử ra là nó rất là kém hiệu quả khi mà thời gian huấn luyện thì nhanh, nhưng mà cái thời gian mà dự đoán thì lại quá lâu. Thì do cái video của bài giảng thứ hai này đó, thật sự ra nó là bao gồm cả hai bài giảng. Một cái là nó nói một phần về K-Nearest Neighbor, và cái thứ hai là phần đầu tiên của Linear Classification. Cho nên chỉ còn một vài slide, nói chung là một vài slide mở đầu của Linear Classification thôi. Và nó sẽ kéo dài qua collector thứ tiếp theo để mà tiếp tục cái phần Linear Classification. Vậy thì Linear Classification đó, nó khác với là KNN mình học vừa rồi. KNN là không có parameters, tức là cái model nó không có gọi là huấn luyện hay là học những cái kinh nghiệm hay kiến thức gì mà để nó phân biệt bộ dữ liệu cả. Cơ bản là chỉ dựa trên một cái thuật toán so sánh xem là thằng này có giống thằng kia hay không, rồi lấy thằng hàng xóm, lấy cái nhãn của thằng hàng xóm để mà gán luôn cho cái nhãn của cái thằng cần dự đoán thôi. Còn Linear Classification đó là loại model mà nó sẽ có parameters. Nói nôm na là nó sẽ có cái quá trình mà nó học cái quy luật, cái dữ liệu, để rồi nó phản ánh cái kiến thức của nó vào trong những cái giá trị của các parameters. Thì đầu tiên người ta mở đầu là nói sơ về Linear Classifier đó. Thì thực ra khi mà mình qua Neural Network thì về cơ bản mình cũng sẽ thấy rằng Linear Classifier, tức là nó giống như là Linear Classifier là một cái phần của Neural Network đó. Mình hiểu nôm na vậy. Vài bữa mình qua Neural Network mình sẽ thấy. Tại vì qua Neural Network hay là Feed Forward Neural Network đó, thì cơ bản là khi mà dữ liệu đưa vô, nó sẽ thông qua một cái Linear Classifier. Để rồi sau đó nó lấy cái kết quả đó, nó có thể nó bỏ vô một cái Non-Linear Activation Function. Rồi nó lại bỏ qua một layer thứ hai. Layer thứ hai có thể coi như lại là một cái Linear Classifier. Rồi lại lấy cái kết quả tính ra, bỏ vào một cái Non-Linear Activation Function. Rồi qua cái layer thứ ba cũng có thể coi như là một cái Linear Classifier nữa. Tiếp tục vậy. Cho nên ý người ta muốn nói đây là mình học cái này thì nó sẽ là nền tảng cho bây giờ mình hiểu mấy cái kia. Mà mình hiểu mấy cái mà Neural Network giống như là mình có những cái miếng Lego mình ráp lại, thì cái Neural Network nó giống như vậy đó. Nhiều miếng Lego ráp lại với nhau, thì trong đó một cái miếng Lego đó nó chính là một cái Linear Classifier. Rồi có thể sẽ giới thiệu qua, thật ra người ta chỉ lướt sơ qua thôi, để mà muốn nói rằng á, những cái mô hình như là CNN, là Convolutional Neural Network đó, hay là Recurrent Neural Network trong NLP, thì nó bên trong nó cũng có những cái tạm cho rằng nó có những cái Linear Classifier ở trong. Thế rồi mình sẽ quay lại cái bộ C410. Thì chắc mình như đã biết rồi, thì nó có 50.000 cái hình để dành cho huấn luyện và 10.000 cái để mà test. Mỗi cái hình thì có cái size là 32 x 32 x 3, có 10 class đúng không? Bay,
xe hơi, chim, mèo gì đó, v.v. Vậy thì như nãy mình mới nói thì cái linear classifier là một cái parametric model, tức là một cái model có parameters. Và quá trình mà mình huấn luyện cái mô hình đó chính là mình tìm ra cái bộ parameter này, tìm ra cái giá trị, mình gọi nó là W. Thì nó là một cái ma trận những con số thôi, không có gì hết. Giống như là một cái ma trận mà có cái kích thước 10 hàng, rồi ví dụ như là cái số cột thì tùy vào cái input đầu vào. Nhưng mà giả sử mình huấn luyện trên bộ Sigma 10 đó, thì mỗi một cái hình kích thước là 32 x 32 x 3, mình trải dài nó ra thành một cái vector 3072 con số. Thì cái ma trận W nó sẽ có 3072 cái cột và 10 hàng. Như vậy là mình sẽ có 30720 là cái con số làm nên một cái ma trận W. Và nói chung một cách ngắn gọn là mình huấn luyện cái mô hình đó để mà mình học cái cách phân biệt mèo hay là xe hơi hay là máy bay gì đó, tính chính xác chính là mình tìm 30720. Nó đúng hơn là có thêm một cái vector B nữa, nhưng mà cái tạm gọi là 30720 cái con số của cái ma trận W này nè, con số thật. Và mình tìm những con số đó bằng cách nào thì sau này người ta sẽ nói. Nhưng mà chung quy lại, kiến thức của mô hình để mà nó học cách mà nhận diện hình này hình kia, nó phản ánh vào cái giá trị của 30720 cái con số đó, 30720 con số đó. Vậy thì nó khác với KNN ở chỗ là gì? Nó có parameter. Do đó là khi mà huấn luyện xong, khi mà mình tìm ra được cái bộ parameter rồi đó, thì mình không cần bộ training set nữa. Không cần phải lưu lại bộ training set trong bộ nhớ giống như KNN nữa, mà mình chỉ việc vác cái ma trận W này đi, đúng không? Và hoặc là mình gửi qua cho bạn mình, mình gửi qua cho đối tác, mình gửi mình up lên trên server cho khách hàng, người ta đưa cái hình lên, thì nó chỉ việc nó tính toán thông qua cái việc là lấy vector W nhân với cái vector X của cái input mà cần dự đoán đó, là nó ra cái dự đoán luôn, chứ nó không cần phải dùng cái training set nữa. Và nó tính toán rất là nhanh, bởi vì cái kiến thức nó thể hiện trong W này. Và như mình mới nói thì cái việc mà tính toán hay là việc dự đoán của nó chính là nó lấy cái vector X nhân với ma trận W, nó ra 10 con số. 10 con số đó nó xem con số nào là cao nhất thì nó lấy gọi là cái label mà ứng với con số đó. Nó giống như nó chấm 10 điểm vậy đó. Mình nói chấm 10 điểm ấy có nghĩa là nó chấm ra 10 cái chỉ số, cái điểm số vậy đó. Vậy cái hình đưa vô cần dự đoán là hình gì thì nó sẽ đánh giá rằng mèo ứng với cái class mèo là bao nhiêu điểm, ứng với cái class tàu biển là bao nhiêu điểm, ứng với class là chim là bao nhiêu điểm, thì cái nào cao điểm nhất lấy cái đó là đặt được kết luận. Thì trong trường hợp này, giả sử một cái model tốt á, thì trong 10 chỉ số đó thì cái chỉ số mà ứng với cái class mèo á, là phải có cái điểm số cao nhất, thì dựa vào đó nó dự đoán cái hình này là hình mèo vậy thôi. Ý muốn nói là quá trình mà dự đoán thật ra nó chỉ việc nó nhân một cái phép tính giữa ma trận W với cái vector X, thật là nó xong ra kết luận luôn, không cần phải chạy gì nữa hết. Rồi, mới nói cụ thể đây. Cái bức hình màu là 32 x 32 x 3. Bạn nào mà học về computer science đã biết rồi, cái hình đưa vào máy tính á, nếu mà là hình trắng đen á, thì mỗi một pixel của nó chỉ có, mà không cần phải trắng đen. Ý muốn nói là mỗi một bức hình thì mỗi pixel của nó là một cái con số. Khi đưa vào máy tính nó đâu có biết là màu sáng hay màu tối, màu đen, màu trắng gì. Mỗi một pixel là một con số thôi. Con số nó từ 0 đến 255. Nhưng mà nếu mà hình trắng đen á, thì nó chỉ là một con số thôi. Nhưng mà nếu mà là hình màu á, thì nó là ba con số. Ứng với là màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh da trời. Tức là tại mỗi một pixel là ba con số. Mỗi một con số đều mang giá trị từ 0 đến 255. Thành thử ra là cái hình 32 x 32 á, thì sẽ là 32 x 32 là số pixel đó. Nhưng mà nhân 3 nữa để mình có được 3072 con số. Thì 3072 con số này mới trải dài nó ra, xếp thành một hàng, nó thành ra một cái vector có 3072 con số đại diện cho cái hình này. Thì mới lấy cái vector đó nhân ma trận với cái ma trận W. Thì ma trận W nó có xếp là 10 x 3072. Rồi 10 x 3072 mà nhân với vector X có cái xếp là 3072 x 1. Thì kết quả nó ra một cái vector là 10 x 1, tức là 10 con số, gọi là class score, gọi là 10D vector nè. Thì thật ra nó có một cái vector B nữa, gọi là bias nữa, tức là nó có thêm 10 con số để khi mà tính W nhân X xong cộng thêm B nữa.
Rồi, đó như nãy mình nói đó, cơ bản là nếu quá trình training xong đó, thì cái ma trận W này nó gọi là nó đã phản ánh được cái kiến thức của model rồi đó. Thì với cái hình đưa vào cần dự đoán thì nó nhân ma trận xong ra 10 con số. Ở đây lấy ví dụ là 3 số thì xem cái số nào cao nhất thì kết luận. Ở đây là dog score là giá trị cao nhất, kết luận cái hình này là hình chó. Nhưng mà rõ ràng đây hình mèo, như vậy là có nghĩa là cái bộ W này là chưa ổn. Ý muốn nói là cái mô hình này nó chưa học tốt được. Và interpreting linear classifier mình nôm na chính là mình kiểu như là muốn giải thích hoặc là mình tìm cách mình giải diễn giải hoặc là cắt nghĩa xem là cái model này nó thực hiện cái việc mà dự đoán thông qua cái phép tính mà W x cộng B như vậy á, hoặc là quá trình huấn luyện mà nó phản ánh cái kiến thức của nó vào cái ma trận W á, thì có cái ý nghĩa là sao. Thì cái ý nghĩa nó vậy nè, khi mà mình huấn luyện mô hình xong, mình có được cái ma trận W, thì quá trình huấn luyện mô hình á, xong là như thế nào thì tới cái phần sau mình sẽ nói, cái phần sau mình sẽ được học. Bởi vì huấn luyện xong là sao là xong, thì nó sẽ có những cái tiêu chí của nó, giống như mình giảm cái cost function xuống đến mức cực tiểu đồ bla 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 đó. Nhưng mà đại khái là khi mà xong rồi đó thì mình lấy cái bộ W này ra nè. W nó có 10 hàng cái gì, mỗi hàng là có 3072 cột đúng không, thì lấy 10 hàng ra thì mỗi hàng nó là một cái vector 3072. Xong người ta mới lấy cái vector đó, người ta mới reshape lại, tức là tái lập lại thành một cái hình để mà in ra thử để coi, thì mới thấy rằng mỗi một hàng trong 10 hàng của ma trận W á, khi mà reshape lại, kiểu như là phục hồi lại thành dưới dạng một bức hình đó, thì thấy rằng nó có hình dạng như thế này nè, mờ mờ ảo ảo vậy đó. Thì từ đó mình mới có thể cắt nghĩa hoặc là tìm cách giải thích cái quá trình mà cái linear classifier này nó học hoặc nó hoạt động đó, chính là việc nó muốn tìm ra những cái điểm chung nhất của mỗi một cái categories để rồi nó phản ánh vô trong cái hàng tương ứng của ma trận W. Để rồi khi mà mình lấy cái hàng tương ứng đó, mình vẽ ra, mình reshape, mình tái lập lại cái bức hình đó, thì mình ra được cái hình dạng thế này. Thì mình nhìn vô cái hình con ngựa nè, không phải là hình con ngựa mà là cái hàng của vector của ma trận W mà ứng với class ngựa, thì mình thấy nó có dạng mờ mờ của hai con ngựa đứng hai đầu khác nhau, quay ở hai đầu khác nhau, phía dưới là đồng cỏ. Thì cái hình này mình hiểu nôm na chính là gì, chính là trong quá trình mà cái linear classifier này nó học trong bộ training set đó, thông qua cái việc mà nó nhìn thấy hàng trăm những bức hình ngựa khác nhau, thì nó mới nhận ra một cái điểm chung nhất. Từ đó nó tạo ra một cái template, một cái giống như một cái mẫu vậy đó. Một cái mẫu mà mang những cái gọi là những cái đặc điểm chung nhất của mấy trăm cái hình con ngựa ở trong cái bộ C410 này. Để rồi nó tổng hợp lại, nó thành ra cái bức hình kiểu này nè. Để rồi khi mà nó cần dự đoán một cái bức hình mới, thì nó chỉ việc so cái bức hình mới đó, xem nó giống nhất với cái template nào ở trong 10 cái template này. Thì giả sử bức hình đó là bức hình con ngựa, thì khả năng nó sẽ giống nhất với cái bức hình hoặc là với cái template ngựa này. Từ đó model nó sẽ cho ra trong 10 chỉ số, thì chỉ số mà ngựa đó sẽ là cao nhất, và nó lấy cái đó nó kết luận. Và tất nhiên đây chỉ là một cách diễn giải nôm na thôi, nhưng mà nó cũng sẽ phản ánh phần nào là cái cách hoạt động của linear classifier. Rồi, đại khái tiếp theo là người ta muốn thử vẽ ra các cái decision boundary. Thì bởi vì linear classifier cơ bản là mô hình tuyến tính, nó vẽ cái decision boundary nó giống như là những cái đường thẳng ở trong không gian vậy, để nó chia cái mặt phẳng ra hai bên. Một bên đó là nó gọi là nó phân biệt là cái class đó, cái hình đó có phải là cái class xe hơi hay không, một bên là không phải xe hơi. Rồi một cái đường thẳng khác nó phân biệt một bên đó là máy bay, một bên còn lại không phải máy bay. Thì mỗi một cái class, mỗi một cái category đó, thì nó vẽ một cái decision boundary. Thì nôm na là cái có thể nhận thấy là cái performance của cái linear classifier là không có tốt lắm. Nó tốt hơn cái K-NAN nhưng mà nó cũng không phải quá là cao. Và mình cũng hiểu rằng nguyên nhân rằng đó là cái hình ảnh đó, nó rất phức tạp lắm, chứ không phải là chỉ cái việc mà mình tạo ra cái form chung chung như vậy để rồi mình dùng nó để mình so sánh, tạm gọi là so sánh. Bởi vì thực ra cơ bản là khi mà nó học xong thì cái vector W, ma trận W nhân với một cái vector input của một cái hình cần dự đoán đó, thì cũng cơ bản nó giống như nó đang tính toán chỉ số, 10 chỉ số. Thì cái việc đó cũng chính là nó đang so sánh cái vector x với 10 cái template này nè. Vậy thì
mình cũng có thể thấy những cái template này nó rất là chung chung, rất là mờ mờ ảo ảo thế này. Thì khả năng là nếu mà nó dùng cái việc là nó so cái hình cần dự đoán với 10 cái template này thì dễ lộn lắm. Bởi vì cái hình, cái template ship nè, với cái plane nè, đều màu xanh xanh, đều mù mù như thế này thì làm sao mà đảm bảo là chính xác được. Hoặc là bird với deer cũng vậy. Cho nên ý muốn nói cái hình nó phức tạp hơn nhiều. Và qua những phần sau, những bài sau, rõ ràng mình sẽ học những cái mô hình nó xịn sò hơn. Nó có thể giúp detect những cái quy luật phức tạp ở trong một cái hình, chứ không phải là chỉ làm việc đơn giản là học ra một cái template chung chung thì kiểu này để dùng nó để quyết định cái hình này là hình gì. Tuy nhiên nó vẫn là một cái bước và là một cái nền tảng quan trọng để mà mình có thể chuẩn bị cho những cái mô hình tiếp theo, neural network. Đó thì cũng trong cái bối cảnh thôi, tức là dễ dàng chế ra một cái vài bộ dataset có thể khiến cho linear classification hoàn toàn fail. Bởi vì linear classification cơ bản là nó chỉ là mô hình tuyến tính, nó chỉ phân biệt theo cái cách hiểu là nó vẽ ra một cái đường thẳng phân tách giữa hai bên thôi. Vậy thì giả sử có một bộ dữ liệu mà nó có kiểu như thế này thì làm sao mà phân tách bằng đường thẳng được, ý là vậy đó. Thì lúc đó nó cần phải có cái độ flexible cao hơn, tức là nó cần phải có cái decision boundary có thể phức tạp hơn để mà nó có thể phân tách được những cái dạng dữ liệu thế này, đúng không? Ví dụ như cái hình này làm sao mình có thể dùng một cái đường thẳng để phân tách ra một bên là màu xanh, một bên là màu đỏ được, hoặc là như thế này cũng đâu được, đúng không? Rồi, nói chung là hết cái slide bài giảng của cái lecture này. Và trong cái phần sau á là sẽ nói về loss function optimization và cái quá trình mà huấn luyện cái linear classification model. Thì cái bài giảng hoặc là cái video này cũng đã dài rồi thì mình sẽ kết thúc video này ở đây. Thì, hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.